Bắt đầu được rồi nhỉ. Rồi chúng ta bắt đầu ạ. Vâng. Để tiếp theo chương trình, tôi sẽ trình bày một bài về những tiến bộ về monitor theo dõi nhịp tim. Thực ra là cái mục này tôi viết ra để muốn là trao đổi với các bạn đồng nghiệp những cái kỹ thuật ghi điện tâm đồ kéo dài và nhấn mạnh vai trò của Onter 24 giờ. Tuy nhiên thì chúng tôi nhận thấy là trong thời đại 4.0 không thể không nói tới những vai trò những thiết bị ghi điện tâm đồ lưu động khác vốn có cái vai trò càng ngày càng là nhấn mạnh trong thực hành. Và chúng ta sẽ đề cập tới các cái thiết bị ghi điện tâm đồ từng lúc lưu động mà bệnh nhân có thể tự mang về nhà trong suốt nhiều tuần lễ. Rồi chúng ta sẽ nhấn mạnh tới các cái thiết bị công nghệ số như là đồng hồ, điện thoại thông minh có thể ghi điện tâm đồ rất hữu hiệu. Và bằng việc đó có thể phát hiện được những cái rối loạn nhịp tim trên phương diện cộng đồng rộng lớn. Chúng ta biết là chúng ta xoay sở mãi cũng trong phạm vi bệnh viện này giúp được ít người thôi. Nhưng nếu những cái phát minh khoa học mà có thể ảnh hưởng tới cùng một lúc hàng nhiều chục ngàn bệnh nhân, đúng không? Có thể tầm soát sớm cho họ như là rung nhĩ chẳng hạn, để dự phòng huyết khối tắc mạch cho họ một cách thỏa đáng, hoặc là đem họ đi những điều trị chuyên biệt, giúp được rất nhiều so với việc chúng ta chỉ dùng những cái thiết bị như là Onter 24 giờ ghi cho một số bệnh nhân cụ thể mà chúng ta vẫn đang làm truyền thống. Và chính vậy cho nên cái tên tựa bài trước đây sẽ là Onter điện tâm đồ 24 giờ đã được đổi thành là những tiến bộ về monitor theo dõi nhịp tim, để nhằm tương thích với những cái bước tiến, những cái hơi thở của thời đại là như vậy. Đó. Thế thì bài này tôi cũng đã trình bày trong hội nghị tim mạch Đức Việt với bản rút gọn, vì chỉ có được 25 phút thôi. Nhưng bài hôm nay lại được tới tận 45 phút, sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ các bạn, đặc biệt là phân tích kỹ hơn các minh họa. Vì tôi biết là trong hội trường này thì khoảng một nửa số các bạn đã có thể đã nghe bài hôm trước. Những bạn nào đã nghe bài hôm trước rồi nhỉ? Vào một buổi chiều khá buồn ngủ, tôi thấy phần lớn là ngủ thôi. Chỉ hoa đang xem. Rồi. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chậm chậm một chút, đặc biệt là nói về những cái chỉ định. Những chỉ định này được publish trong các cái tài liệu chuyên ngành đồng thuận, nhưng nó cũng là khi áp dụng vào thực tiễn chúng ta cũng cần phải phân tích lại một tí để sao cho phù hợp. Thế như chúng ta đã biết thì chúng ta cũng lược lại thôi. Nói về các phương pháp theo dõi nhịp tim, theo dõi hay là ghi nhịp tim thì cũng là tương tự nhau thôi. Đấy. Là rồi có khá nhiều các cái biện pháp như là điện tâm đồ kinh điển. Như là điện tâm đồ kinh điển, đặc biệt là điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Chúng ta có các cái monitor điện tâm đồ tại giường bệnh, chúng ta cũng đã sử dụng rất nhiều, đặc biệt là các bác sĩ tim mạch, đúng không ạ, cấp cứu. Chúng ta có phương pháp Onter là một phương pháp ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo truyền thống. Có từ 3 đến 12 chuyển đạo truyền thống trong vòng 24 giờ, có thể 48 giờ. Chúng ta có các cái máy ghi biến cố, chúng ta gọi là event recorder, ghi lại các cái biến cố về nhịp tim, về triệu chứng. Đấy. Thường là những cái thiết bị rất là nhỏ gọn, bằng cái bao diêm hoặc to hơn chút, có thể bằng một cái, trước đây tại viện tim mạch có một thiết bị nó to bằng quãng khoảng xấp xỉ cái điện thoại di động. Đấy, với một cái bản cực bằng kim loại, khi bệnh nhân có triệu chứng thì họ dí vào ngực họ ghi lại. Đó. Chúng ta có các thiết bị theo dõi nhịp tim cấy vào cơ thể. Đấy. Như là các loop recorder, nó kích thước bằng một cái USB mà chúng tôi cũng đã cấy cho một số bệnh nhân Việt Nam để theo dõi những trường hợp mà có nghi ngờ loạn nhịp những cơn ngất mà bác sĩ nghĩ là nhiều khả năng là do rối loạn nhịp tim. Nhưng nó quá từng lúc, cái thời gian từ đợt triệu chứng này đến triệu chứng khác, có thể nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng, mà bằng các cái biện pháp ghi điện tâm đồ thông thường, kể cả Onter 24, 48 hay 72 giờ không đủ, đấy, thì chúng tôi đã quyết định là dùng các thiết bị này. Mà nó cũng không thể dùng máy ghi biến cố được, bởi vì bệnh nhân mô tả là gì ạ? Tự nhiên một cái, up blue, tức là gì ạ? Tự nhiên xuất hiện là bệnh nhân bị ngất luôn, nhưng không kịp xoay sở gì. Còn nếu bệnh nhân mà có triệu chứng tiền triệu khoảng vài ba phút thì có thể phát cho họ cái event recorder, một thiết bị không xâm cũng được. Đấy, và trong trường hợp đó chúng ta phải cấy thiết bị vào người. Đó. Và chúng ta biết hiện nay có rất nhiều các cái máy tạo nhịp thế hệ mới, có thể là tạo nhịp tim chống nhịp chậm, có thể là CRT tức là tạo nhịp tái đồng bộ tim, hay là ICD là một thiết bị cấy ghép có thể sốc điện chuyển nhịp để chữa các cái rối loạn nhịp thất nguy hiểm. Thì tất cả các máy tạo nhịp này đều có thể ghi được điện tâm đồ trong buồng tim của các người bệnh. Đấy. Mặc dù nó không ghi được điện tâm đồ 12 chuyển đạo hay là một chuyển đạo rõ nét, nhưng mà chúng ta thấy cái quan hệ các điện đồ trong buồng tâm thất và buồng tâm nhĩ, nó là quan hệ 1-1 hay là 2-1 hay thất nhiều hơn nhĩ, là có rất nhiều thông tin cho biết là bản chất cái loạn nhịp đó là gì.
Đó chưa kể là một số các thiết bị máy tạo nhịp thế hệ mới có thể bằng các thuật toán tái tạo được các cái chuyển đạo điện tâm đồ bề mặt một cách khá là chính xác và chúng ta có thể dựa vào đó để chẩn đoán. Hơn nữa là các cái thiết bị cấy ghép này có thể kết hợp với hệ thống theo dõi từ xa, các bạn tắt điện thoại di động giúp cái. Đấy, tự nhiên nghe từng chuông là ngắt mất cái suy nghĩ. Các bạn tắt điện thoại di động giúp. Bởi vì mỗi lần kêu tôi lại nghĩ xem là đó là điện thoại Apple hay là điện thoại Nokia, đó là mất thời gian. Thì các cái thiết bị này có thể kết nối bác sĩ thông qua hệ thống home monitoring hoặc là các hệ thống tương đương. Có nghĩa là cấy ghép thiết bị vào người, bệnh nhân, máy tạo nhịp sẽ hoạt động chống nhịp chậm hoặc là dự phòng nhịp nhanh như sốc điện trong ICD. Nhưng vấn đề chỗ là ngày nào máy cũng ghi chép tất cả các cái thông tin nhịp tim trong ngày bệnh nhân một cách khá chi tiết và gửi qua mạng internet công nghệ 4.0 ấy, qua đám mây điện tử gì đó vào điện thoại di động của người bác sĩ theo dõi. Tí nữa tôi sẽ minh họa. Và đây một cơ sở dữ liệu rất khổng lồ đấy, gửi hàng ngày. Cứ ví dụ như hiện nay thì cái hệ thống home monitoring này sẽ gửi các cái tín hiệu chuẩn theo giờ Việt Nam là 1 giờ sáng. Giờ đấy thì chắc chắn bệnh nhân nằm ngủ đấy, trong phòng ngủ từ những trường hợp ngoại lệ. Thế thì cái máy thông tin từ máy tạo nhịp sẽ truyền qua cái cục thu phát ở ngay cạnh giường bệnh nhân và cục thu phát này sẽ chuyển đến internet. Internet sẽ đi vào cái hệ thống truy cập của bác sĩ. Đó. Và chúng ta như tôi nói lúc nãy, chính vai trò hiện nay của các smartphone và smartwatch, đúng không? Các cái đồng hồ điện thoại thông minh giúp chúng ta có thể không những ghi được điện tâm đồ mà còn có thể dùng các trí tuệ nhân tạo để phân tích được có bất thường hay không sơ bộ. Cái gì bình thường thì bỏ qua để bớt thời gian, cái gì bất thường thì tiếp tục phân tích sâu hơn. Đấy, như là cái câu chuyện hiện nay, cái thử nghiệm của Apple Watch mà chúng ta đã nghe rất nhiều vào cuối năm 2018 và đầu 2019. Đó, đấy chính là một vài nét tổng quan về các cái phương pháp theo dõi nhịp tim hiện nay. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết thì cũng không cần phải nói về slide này nữa, đúng không ạ? Vì bài hôm nay là bài về điện tâm đồ mà, chúng ta dành hơn một tuần lễ để nói về cái điện tâm đồ này. Đấy, từ vài bức ảnh lịch sử chắc là thầy Trần Văn Đồng cũng cho các bạn xem, được máy được phát minh ra. Đầu tiên thì cái ông tác giả đấy, cái khuôn mặt này có vẻ khá giống khuôn mặt này, chắc là tác giả thôi, đã nhúng tay chân vào các cái chậu nước muối để các cái dòng điện tim vốn rất là nhỏ, biên độ rất nhỏ, để ghi vào cái máy này và ghi điện tâm đồ. Đây là những cái dòng điện tâm đồ đầu tiên, đúng không ạ, ghi được từ cái máy điện tâm đồ đó. Và máy điện tâm đồ thường quy 12 chuyển đạo, tôi xin nhắc lại, điện tâm đồ thường quy 12 chuyển đạo vẫn là phương tiện cơ bản và chính yếu để chẩn đoán các loại nhịp tim. Đấy. Vì có nhiều thứ chỉ có thể chẩn đoán được một cách chắc chắn là loạn nhịp tim nào dựa vào điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Ví dụ các bạn, em xem cái này cái lúc lắc này, không biết tại sao. Ví dụ các bạn có thể bằng một chuyển đạo điện tâm đồ có thể chẩn đoán được khá chắc chắn là ngoại thông thu thất. Nhưng ví dụ các cơn nhịp nhanh kịch phát chân thất chẳng hạn, một chuyển đạo nhiều lúc nhìn sẽ không biết cơ chế nó là cái gì. Đấy, cho nên cần phải 12 chuyển đạo. Vì trong trường hợp này, hôm trước tôi cũng đã minh họa là cái gì ạ? Là điện tâm đồ cho thấy một cái ngoại thâm thu thất nhịp đôi. Đây nhìn rõ nhỉ? Chết rồi. Cái này thì chết rồi. Mờ quá nhỉ? Anh Lý ơi. Chạy mất rồi. Nếu cái này thì mờ quá nhỉ? Anh sợ đường truyền có lỗi. Đường truyền có lỗi. Không phải, vì quan trọng là cái độ phân giải, chứ không phải là sáng đến tối. Độ phân giải. Chứ thì các bạn cứ về bệnh phòng nhìn online vậy. Hả? Tôi xong rồi vẫn đi lại được mà. Cái này hơi mờ quá. Có khắc phục được không? Có khắc phục được không? Để xem cái này có bao nhiêu.
Hiện tại có 90 người xem. Cái này cũng khá nét nhỉ. Rồi. Thôi thôi tiếp tục vậy, không có người nào khác. Đấy cũng là ngoại tâm thu thất nhịp đôi đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rõ, nhịp xoang, ngoại tâm thu thất, nhịp xoang. Tuy nhiên điện tâm đồ 12 chuyển đạo cho chúng ta nhiều thông tin hơn nữa. Là vì căn cứ vào đặc điểm của phúc bộ QRS, chúng ta có thể biết được cái ngoại tâm thu thất nó khởi phát sơ bộ ở đâu. Đấy. Nhất là các bạn chuyên khoa tim mạch là nhiều lúc phải biết. Như là đây là một phúc bộ QRS có dạng block nhánh trái hoàn toàn gợi ý một ổ ngoại vị tâm thất khởi phát từ thất phái. Ta nhìn thấy phúc bộ QRS dương ở D2, D3, AVF. Thể hiện là một cái vector khử cực tâm thất từ đầu xuống chân. Đấy. Từ đầu xuống chân. Có nghĩa là ổ khởi phát từ thất phải. Nhưng nó nằm ở vị trí tương đối cao của thất phải. Và từ đó thì xung động sẽ khử cực phần còn lại của tâm thất theo hướng từ đầu xuống chân. Vậy thì cái chỗ cao của thất phải thường là cái gì ạ? Chính là vị trí đường ra thất phải ngay dưới van động mạch phổi đấy. Đó. Chúng ta nhìn thấy phúc bộ QRS chuyển tiếp giữa V3, V4. Nó gợi ý đây là một cái ổ ngoại tâm thu thất khởi phát được ra thất phải. Từ ở dưới chúng ta nhìn thấy một cơn nhịp nhanh đều QRS thanh mạch. Đấy. Và đương nhiên nó là gì ạ? Một cơn nhịp nhanh chân thất. Có thể là nhanh xoang hoặc các loại nhịp nhanh khác. Đấy. Nhưng bằng việc phân tích cái điện tâm đồ 12 chuyển đạo để biết được cái bản chất cái sóng nhĩ nằm như thế nào. Đấy. Trong trường hợp chúng ta thấy là có một sóng nhĩ đi trước QRS. Sóng nhĩ dương ở D1, D2, D3. Đấy. AVF thì chúng ta gửi đây là một cơn tim nhanh nhĩ khởi phát từ vùng cao nhĩ phải. Đấy, ví dụ như vậy. Tuy nhiên ý là gì? Hai minh họa cho thấy là điện tâm đồ 12 chuyển đạo vẫn là phương tiện cơ bản, chính thống nhất và chính yếu nhất để chẩn đoán các rối loạn nhịp tim khi chúng ta đã ghi nhận được nó. Đó. Tuy nhiên là trên hơn cả điện tâm đồ cơ bản thì chúng ta có thể kết hợp giữa điện tâm đồ cơ bản 12 chuyển đạo bề mặt với các điện tâm đồ ghi trong buồng tim của người bệnh, chúng ta gọi là thăm dò địa sinh lý tim đấy. Thì đó là tiêu chuẩn vàng cuối cùng. Đấy. Hay trường hợp đây chẳng hạn chúng ta nhìn thấy một cơn nhịp nhanh. Thoạt nhìn thấy có vẻ là gì ạ? Có vẻ như một cơn tim nhanh chân thất, QRS khá là thanh mảnh. Không biết các bạn nhìn rõ hơn không? QRS thanh mảnh. Đó. Thế nhìn kỹ ra thì thấy cái gì ạ? Các bạn nào nhìn thấy gì bất thường không? Cơn nhịp nhanh có QRS thanh mảnh. Đấy. Đúng là xin lỗi, độ phân giải này thì rất khó có thể trao đổi với nhau được. Đấy. Và thoạt nhìn là gì ạ? Đây cơn nhịp nhanh kịch phát chân thất đó. Nhưng thực tế là gì? Có thể không phải. À, chúng ta nhìn thấy ở D2 đấy, chúng ta nhìn D2 đấy, có lốm đốm những cái sóng P này xuất hiện. Độ phân giải này thì rất khó để chỉ các bạn xem. À, ví dụ đây có một sóng P xuất hiện này, D2 này. Đó, nó P đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là có sự hiện diện của các sóng nhĩ, mà sóng nhĩ này đi chậm hơn các sóng thất. Vậy thì không thể là gì ạ? Không thể là nhĩ chỉ huy thất trong trường hợp này được. Một cơn nhịp nhanh mà tầng nhĩ không chỉ huy tầng thất được thì nó không thể gọi là chân thất. Đấy. Mà thực chất đây là một cơn nhịp nhanh thất đúng không? Khởi phát từ vị trí bó nhánh của cái mạng Purkinje và cái bó His bên trái, tạo ra một cơn nhịp nhanh QRS khá là thanh mảnh. Đấy. Và chỉ có thể phân tích điện tâm đồ 12 chuyển đạo một cách chi tiết và thấu đáo thì chúng ta mới có thể có chẩn đoán chắc chắn được. Còn không chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Đấy. Nhược điểm kinh điển của điện tâm đồ 12 chuyển đạo là chỉ ghi chép được trong vòng khoảng 5 đến 10 giây thôi. Đấy, cái băng điện tâm đồ chúng ta biết. Và hạn chế kinh điển của điện tâm đồ chính là thường quy chính là thời gian ghi quá ngắn. Đấy, và không thể phản ánh được cái bức tranh đầy đủ các rối loạn nhịp vốn thay đổi biến thiên rất nhiều theo thời gian. Đó. Và chính vì vậy thì người ta đã nghĩ ra nhiều các biện pháp ghi điện tâm đồ kéo dài hơn để monitor điện tim bệnh nhân kéo dài hơn. Đấy. Và một trong những biện pháp mà chúng ta đã sử dụng khá là kinh điển trong thực hành chính là phương pháp ghi điện tâm đồ liên tục lưu động 24 giờ, tên đầy đủ như vậy, hay còn gọi phương pháp Onter, bởi nó được phát minh bởi một kỹ sư người Mỹ tên là Norman G. Onter vào năm 1948. Hiện nay nó đã trở thành một cái phương pháp xét nghiệm thường quy trong thực hành, không chỉ là các tuyến chuyên khoa mà còn ở các bệnh viện tỉnh, thành phố, tất cả đều đã ghi được cái điện đồ này. Cách đây vài năm khi chúng tôi tham gia vào chương trình bệnh viện vệ tinh tim mạch thì tất cả các cái bệnh viện vệ tinh ở tuyến tỉnh, trung tâm tim mạch tuyến tỉnh đều đã có ghi được điện tâm đồ 24 giờ
đấy, và đã đọc thành thục. Đấy, đấy chính là một trong những cái bước tiến quan trọng về mặt hệ thống đấy. Và phương pháp Onter này có thể giúp chúng ta ghi điện tâm đồ từ 3 đến 12 chuyển đạo. Có những điện tâm đồ thường là 3 chuyển đạo, nhưng có những cái có thể tái tạo cả 12 chuyển đạo. Đấy, bằng gắn các cái đề can trên ngực. Tuy nhiên các cái phần mềm hiện đại bằng các thuật toán phân tích thì dựa vào 3 chuyển đạo có thể tái tạo được thành 12 chuyển đạo như hệ thống của Philips, với cái sự tin độ tin cậy khá là cao. Và chúng ta không những ghi được điện tâm đồ 24 giờ mà lúc nào chúng ta cũng có thể phân tích được cái đoạn điện tâm đồ đó dưới dạng 12 chuyển đạo, thì thật là diện rất là tốt để có thể chẩn đoán các đoạn nhịp tim. Nguyên tắc của ghi 12 điểm đồ Onter 24 giờ là bệnh nhân phải ghi nhật ký sinh hoạt, như là bệnh nhân lúc đấy tôi đang ngủ, tất nhiên ngủ thì không ghi được, tôi đang nghỉ ngơi đấy, rồi tôi đang gắng sức, rồi lúc ấy tôi cảm thấy bị đánh trống ngực chẳng hạn, ghi vào các cái khoảng thời gian trong ngày. Và bằng việc phân tích các biến đổi điện tâm đồ và đặc biệt nữa là so sánh mối quan hệ về mặt thời gian với các triệu chứng, để chúng ta có thể rút ra được những kết luận rất sắc đáng về lâm sàng là gì. Những cơn nhịp chậm này có phải là thủ phạm gây triệu chứng không? Những đợt nhịp nhanh xoang này có phải không thích hợp để dẫn tới triệu chứng người bệnh hay không? Và do vậy cho chúng ta các quyết định về xử trí lâm sàng đúng đắn. Đấy, vì mục đích cuối cùng là gì? Chúng ta phải quyết được triệu chứng, sau đó giải quyết được tiên lượng cho người bệnh. Hạn chế hiện nay của phương pháp Onter giờ là gì? 24 giờ vẫn là phân tích offline, có nghĩa là bệnh nhân đeo một ngày xong rồi tháo máy trả cho kỹ thuật viên. Vì vậy nó đút cái bộ nhớ vào trong máy rồi phân tích. Đấy, phân tích lại, máy phân tích thô, sau đó các bác sĩ, các người được bác sĩ đào tạo cơ bản sẽ được phân tích lại. Cho nên chúng ta chứ còn chưa có hiện diện là bệnh nhân đeo 24 giờ và lúc nào cái tín hiệu đấy cũng truyền trực tuyến cho bác sĩ xem. Và tôi nghĩ cũng không phải lúc nào cũng cần thiết như vậy. Hạn chế lớn nhất của Onter 24 giờ là thời gian hạn chế chỉ ghi được từ 24 đến 48 giờ. Đấy. Hiện nay tôi nghĩ là người ta có thể có những cái bộ nhớ dài hơn, có thể lên tới 6, 7, 10 ngày. Nhưng rõ ràng cái phương pháp này đeo quá nhiều cái đề can trên người, như ta nhìn thấy hình ảnh này. Cho nên thật là bất tiện nếu chúng ta theo dõi bệnh nhân hàng tuần lễ. Đấy. Ví dụ ở Đức người ta ghi điện đồ trong vòng 72 tiếng thì mỗi ngày vẫn cho phép bệnh nhân bỏ các cái máy ra để tắm rửa. Đấy, tắm rửa vệ sinh thân thể tối thiểu đấy. Còn thực ra thì hạn chế lắm. Ghi mà cứ 3, 4, 5 ngày người bệnh cũng khá là khó chịu, không phải dễ. Có những trường hợp còn dị ứng các cái bản điện cực nữa. Cho nên là có thể về mặt bộ nhớ chúng ta có thể cải thiện được. Nhưng hiện nay chúng ta cũng dừng lại mức là ghi 24 giờ tiêu chuẩn hoặc có thể lên tới 48 giờ ở phần lớn các trung tâm là như vậy. Chỉ định của Onter 24 giờ, chúng ta biết là cách đây khoảng gần 20 năm, Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đã ra một cái khuyến cáo về chỉ định Onter 24 giờ. Và tôi nghĩ cách đây 20 năm đó là thời điểm phương pháp Onter được xem là khá là mới và áp dụng cho các trung tâm y tế, được xem một kỹ thuật tương đối chuyên sâu và mới mẻ. Trên chỉ định, họ cũng có những chỉ định gần giống với ngày nay, nhưng có những thứ nó khá là hạn chế hơn. Gần đây năm 2017, thì Hội Nhịp Tim Hoa Kỳ HRS đã kết hợp với một hội là ESHNE, tức là Hội Onter Điện Tâm Đồ Quốc tế, đấy, một hội riêng đấy, đã xuất bản một tài liệu đồng thuận. Và qua phân đọc lại cái tài liệu này thì tôi cũng xin rút ra một vài cái chỉ định như sau. Đấy, phân tích lại. Thứ nhất là chỉ định, chúng ta biết là Onter là không có chống chỉ định, bởi vì nó là không xâm lấn mà, cho nên về cơ bản là không có chống chỉ định. Chỉ có là không cần phải làm thôi, đấy, không cần đem ra những cái xét nghiệm vốn khá là diện. Khá là gây khó chịu phiền toái cho bệnh nhân, mất các cái tài nguyên về nhân lực của ngành y mà không đem lại nhiều thông tin thì chúng ta không nên làm thôi, còn không có chống chỉ định. Đấy. Nhưng mà chỉ định là gì? Thứ nhất là chỉ định Onter để đánh giá các triệu chứng nghi ngờ là rối loạn nhịp tim. Đấy, như bệnh nhân có những cơn ngất mà nghi ngờ rối loạn nhịp. Đấy. Thì còn nếu bệnh nhân có một cơn ngất mà tiền sử là gì? Đã dùng thuốc chống động kinh bao nhiêu năm nay, bác sĩ thần kinh chẩn đoán chắc chắn rồi. Đấy, đợt này vài tuần lễ, vài tháng nay bệnh nhân tự ý bỏ thuốc xong lại ngất lại một cơn mà kiểu giống hệt như ngày xưa thì sao? Cũng không cần đeo Onter đâu, đấy, ví dụ như thế. Mà phải nghi ngờ là do rối loạn nhịp cái đã. Mà khi các biện pháp chẩn đoán chưa tìm được nguyên nhân gì, vẫn nghi ngờ là loạn nhịp, mà chưa cắt nghĩa bởi là các nguyên nhân khác thì chúng ta hãy chỉ định. Đặc biệt đó là các cơn đánh trống ngực, chúng ta gặp khá nhiều trong thực hành, cơn đánh trống ngực. Các cơn khó thở chưa rõ nguyên nhân, đấy. Mà các biện pháp thông thường thường quy mà không thể cắt nghĩa được, chúng ta chỉ định Onter 24 giờ. Rồi có thể đánh giá các nguy cơ loạn nhịp tim ở những bệnh nhân đặc biệt, như là các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có chức năng thông dung thất trái giảm, hay EF dưới 40%, là cái nhóm mà rất dễ bị các rối loạn nhịp tim nguy hiểm, đặc biệt rối loạn nhịp thất. Và những trường hợp bệnh cơ tim phì đại, đấy, và chúng ta có thể có triệu chứng rõ về loạn nhịp hay chưa, nhưng chúng ta có thể đeo Onter 24 giờ để đánh giá phân tầng các nguy cơ loạn nhịp. Và đánh giá hiệu quả của thuốc chống loạn nhịp, là chúng ta với điều kiện là gì ạ? Chúng ta đeo Onter khi mà chúng ta đã
có là những thông tin về gánh nặng loạn nhịp nền của họ. Đấy. Ví dụ bệnh nhân có một cái ngoại tâm tu thất, chúng ta đã ghi điểm đồ 24 giờ, thấy có nhiều gánh nặng, sau chúng ta đã cho thuốc chặn beta giao cảm, và chúng ta muốn biết là cái hiệu quả điều trị như thế nào, chúng ta về mặt chỉ định có quyền được đeo lại Holter khi bệnh nhân đang dùng thuốc để đánh giá xem nó đáp ứng điều trị như thế nào. Không chỉ là gánh nặng ngoại tâm tu thất được giảm đi bao nhiêu phần trăm, hay ngoại tâm tu thất đã gì ạ, hết sạch không còn cái nào, mà còn đánh giá gì ạ, xem cái đáp ứng về nhịp tim cơ bản bệnh nhân như thế nào. Có nhiều bệnh nhân dùng thuốc chặn beta giao cảm hay là amiodarone đấy, mà ngoại tâm tu thất giảm hoặc gần như mất hết, nhưng ngược lại gì, tần số tim trung bình của họ chỉ còn khoảng 55-56 phút, thậm chí có những đoạn khá là chậm, làm cho người ta khó chịu về nhịp tim, quan trọng để chúng ta điều chỉnh cái phác đồ điều trị thuốc đấy. Rồi nữa là một số bệnh nhân rung nhĩ với đáp ứng thất nhanh, chúng ta cho thuốc điều trị, người ta thăm khám lâm sàng cũng không đủ, và có thể chỉ định điện tâm đồ 24 giờ, mục đích để đếm xem là cái đáp ứng thất của bệnh nhân sau điều trị đã được cải thiện như thế nào đấy. Và chúng ta biết là đối với các bệnh nhân rung nhĩ theo khuyến cáo hiện nay thì diện tần số tim lúc nghỉ dưới 110 trên phút là có thể chấp nhận được đấy, trung bình khoảng 80-90 phút trong rung nhĩ, chậm hơn cũng không hay đấy, thì nhiều khi phải bằng phương pháp 24 giờ mới có thể đánh giá được. Và đánh giá chức năng của máy tạo nhịp, đây là một chỉ định có thời từ năm 2000 của ACC, nhưng hiện nay thì cái chỉ định này ít được áp dụng. Vì sao các bạn biết không ạ? Vì các máy tạo nhịp thế hệ mới, bằng các cái programmer lập trình, người ta đã có thể tìm hiểu rất nhiều cái thông tin về chức năng đấy, và chỉ có nhiều, ví dụ nó dẫn được, nó báo động ngay đấy, bằng cái programmer, mà không đến mức chúng ta cần phải đeo một cái Holter để đánh giá một cái gián tiếp, mà trực tiếp các dữ liệu là có. Nhưng mà một số cái máy tạo nhịp cách đây 20 năm, đấy, cái chỉ định từ cách đây 20 năm, thì là có thể áp dụng để theo dõi xem là máy tạo nhịp hoạt động có tốt hay không đó. Hiện nay thì ít áp dụng. Cái này không phải chống chỉ định, nhưng mà không cần chỉ định Holter. Tại nhiều trường hợp chúng ta chỉ định quá mức, chúng ta biết là một cái xét nghiệm Holter như viện tim mạch thường xuyên phải đặt hẹn đấy, khi máy đã thiếu rồi, chúng ta lại chỉ định thừa, chỉ định quá mức thì lại càng dẫn tới những khó khăn trong thực hành. Cho nên chúng ta không cần chỉ định những trường hợp là gì ạ, bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ loạn nhịp tim nhưng đã xác định là do nguyên nhân khác đấy, ví dụ như vậy, ví dụ một cơn ngất, nhưng mà sau này gì ạ, bên chuyên khoa thần kinh đã khẳng định rõ đây là động kinh rồi anh ạ, thì thôi cũng không cần phải đeo Holter nữa, ví dụ như vậy. Nhưng gần đây chúng tôi thấy đi ạ, một số trường hợp là vừa động kinh vừa bị loạn nhịp thất đấy, một vài ca như vậy, chứ không phải là đơn giản đâu. Thế là không cần chỉ định thường quy cho tất cả các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim đấy. Nếu một vài trung tâm nghĩ là gì, sau nhồi máu cơ tim là bệnh nhân có nguy cơ bị loạn nhịp cao, cho nên cứ tất cả bệnh nhân đều đeo Holter hết, thì cũng không phải chỉ định phù hợp, trừ trường hợp nó được đặt trong một cái nghiên cứu, một cái thử nghiệm lâm sàng để nhằm trả lời một câu hỏi xác đáng nào đó thì được. Còn về nguyên tắc chúng ta không chỉ định thường quy. Rồi nữa là không chỉ định các trường hợp tất cả trường hợp phì đại cơ tim thư phát như do tăng huyết áp chẳng hạn đấy. Tăng huyết áp xong rồi là làm siêu âm tim thấy là thành thất trái dày, đúng không ạ, buồng thất trái không giãn, chức năng thất trái vẫn còn bình thường, thế chúng ta bảo cái này là do có phì đại thành tim theo khuyến cáo của ACC trước đây là đeo hết, không phải đó. Rồi đánh giá chức năng của máy tạo nhịp tim mà kiểm tra bằng máy lập trình cùng các xét nghiệm khác như là X-quang ngực chẳng hạn, đã có thể đánh giá đầy đủ. Người ta biết là bệnh nhân định kỳ gặp lại chúng ta để kiểm tra máy tạo nhịp. Thông thường thì bác sĩ sẽ cho làm siêu âm tim, điện tâm đồ thường quy, chụp X-quang tim phổi. Đặc biệt X-quang tim phổi cho thấy là gì ạ? Máy tạo nhịp đúng vị trí các điện cực, đúng như là cài đặt cái đây một vài tháng hoặc 6 tháng ở trước, không có gì thay đổi di lệch điện cực. Trên điểm đồ 12 chuyển đạo thấy máy tạo nhịp đang dẫn tốt. Lập trình đặt programmer, bật đặt nam châm vào. Các thông tin hiện ra là máy đang hoạt động tốt, không trục trặc gì, thì rõ ràng những bệnh nhân này không cần phải đeo Holter nữa, đúng không ạ? Ta không cần đeo Holter làm gì. Đó. Và Holter điện đồ cũng không phải là xét nghiệm thường quy trong đánh giá các bệnh tim mạch hay là thăm khám tim mạch trước phẫu thuật. Đấy. Cho nên là các bác sĩ ngồi khoa khám bệnh chẳng hạn, bệnh nhân này có một cái giấy giới thiệu khám bệnh là bệnh nhân này có van tim nhân tạo, đấy, cần phải khám tim mạch trước phẫu thuật. Ví dụ như là cắt bỏ u xơ tử cung chẳng hạn, thì các anh chị có thể làm các xét nghiệm về đông cầm máu rồi về chức năng tim vân vân, nhưng rõ ràng là Holter không phải xét nghiệm thường quy cho trường hợp này đấy, nó không cần đấy. Nếu như không có triệu chứng nghi ngờ, không có những đòi hỏi riêng về mặt thực hành. Đây là một bộ mặt của một cái report về Holter 24 giờ trên cái thiết bị Philips, và các cái thiết bị khác thì cũng tương đương thôi. Nó sẽ có những thông tin về hành chính của người bệnh như là tên của bệnh nhân đấy, các bác sĩ cũng đã đọc hết, các ID của bệnh nhân, giới, tuổi vân vân. Sau chúng ta sẽ có bác sĩ chỉ định, rồi bác sĩ kỹ thuật viên lắp máy,
rồi đưa thông tin vào máy để đọc, rồi bác sĩ đọc. Đặc biệt quan trọng nữa là thời gian ghi cái on tờ điểm đỏ. Đấy, thông thường sẽ ghi trong một ngày. Đấy, từ mùng đấy, và đặc biệt nữa sẽ hiện ra cái thời gian là ghi được bao nhiêu, trong trường này là 23:59, có nghĩa là đúng 24 giờ. Đấy, có nhiều bệnh nhân là chúng ta bỏ máy ra thì cái thông tin ghi được chỉ có 2 giờ thôi, còn 22 giờ còn lại là máy bị tuột ra khỏi người, hoặc là hết pin, cái cục pin cũ không thay, nó hết pin mất, thì rõ ràng đấy là những cái bản ghi không đầy đủ. Sau đây sẽ có những cái thông tin về nhịp tim cơ bản, như là nhịp tim tối đa, nhịp tim trung bình, nhịp tim tối thiểu đấy, và các cái thời điểm ghi chép được. Đây là những thông tin rất quan trọng cho chúng ta bức tranh về tần số tim trong ngày của bệnh nhân. Đấy, rõ ràng là một bệnh nhân ví dụ như có các ngoại tâm tu thất chẳng hạn, mà nhịp tim trung bình trong ngày là 85 chu kỳ phút, là một cái trương lực thần kinh giao cảm khá là cao, có thể là gì? Ước đoán được có rất nhiều khả năng là cái loạn nhịp này nó liên quan tới cường giao cảm, và bệnh nhân này có thể dự đoán sẽ đáp ứng khá tốt với thuốc chặn beta. Đó. Sau nữa chúng ta sẽ có các thông tin về các biến thiên tần số tim trong ngày, khoảng QT, rồi sự biến đổi đoạn ST. Tuy nhiên đây là những số liệu thô, chúng ta cần có các bác sĩ sẽ review lại một cách chính xác để xem là có bị sai sót gì hay đặc biệt nhiễu hay không. Tôi biết là điểm đồ 24 giờ khử nhiễu và phân tích lại để loại trừ các trường hợp nhiễu là rất quan trọng. Ở cái ô này chính là gánh nặng các rối loạn nhịp thất. Các bạn có thể biết được là tổng số các rối loạn nhịp thất là bao nhiêu. Đấy, sau đó có các cơn tim nhanh thất hay không, cơn tim nhanh thất dài nhất, nhanh nhất là bao nhiêu. Rồi có ngoại âm thu thất trùng 3, trùng đôi hay không, ngoại âm thu thất dạng R trên T hay không, rồi có dạng là ngoại âm thu thất nhịp đôi hay không, vân vân. Đấy, như vậy cái ô này phản ánh cái gánh nặng các rối loạn nhịp thất. Ô dưới nữa là sẽ phản ánh gánh nặng các đoạn nhịp trên thất cũng như vậy. Các ngoại tâm tu thất, các cơn tim nhanh trên thất, biệt là các đoạn ngừng tim, các drop và late, các đoạn ngừng tim dài nhất là bao nhiêu, sẽ thể hiện ở đây. Tuy nhiên cái này gì ạ? Chúng ta đọc ở đây, chúng ta biết là longest RR, có nghĩa là đoạn RR dài nhất, ở đây viết là 1,6 giây, tại thời điểm 4 giờ 53 phút sáng. Thì về nguyên tắc là người bác sĩ đọc onter phải in cái đoạn điểm đồ này ra, để cho người ta tham khảo có đúng hay không. Đấy. Cho nên là các bạn phải dở những trang sau. Đấy, những người bác sĩ đọc có kinh nghiệm, người ta sẽ in cái đoạn này ra để review cho các bác sĩ tham khảo. Đấy, nhiều, tôi thấy nhiều các bạn đọc cái on tờ ở các tuyến là mặc dù kết luận như vậy, nhưng mà in ra thì là mở ra các cái trang minh họa sau thì không hề có minh họa là tim nhanh nhất, chậm nhất, trung bình bao nhiêu. Toàn là có một cơn tim nhanh thất, nhưng mà lại không in được bản tim nhanh thất ra để cho người ta tham khảo. Nên in hết ra những cái đoạn các event như vậy. Và đặc biệt dưới cùng nữa chính là một cái đoạn gọi là interpretation, tức là phân tích, đây là kết luận của người bác sĩ đọc onter. Đây chính là chúng ta phải diện áp dụng các kiến thức chuyên môn về bệnh học nhịp tim để viết cái câu trả lời này. Việc này rất quan trọng. Đặc biệt là một số bệnh nhân có rối loạn nhịp tim chậm chẳng hạn, thì cái đọc của người bác sĩ này là gì ạ? Gần như đã là thông điệp gửi cho những bạn đồng nghiệp tiếp theo review cái bản này là bệnh nhân này có phải đặt máy tạo nhịp tim hay không. Những quyết định rất lớn trong thực hành, rất quan trọng. Đấy. Chúng ta không thể chỉ đọc là gì ạ? 60% thời gian trong ngày là có nhịp tim chậm dưới 60 chu kỳ phút, nhưng thông tin này không có nhiều giá trị lắm. Đấy, không nhiều giá trị lắm. Nhưng chúng ta có thể đọc lại gì ạ? Trong thời gian trong ngày nhịp chậm xoang xen kẽ với nhiều thời điểm có nhịp chậm thoát bộ nối. Đấy, kèm theo có nhiều đoạn ngừng tim dài trên 2,5 giây. Đọc với gì ạ? Người ta thấy đến thông điệp của người bác sĩ chuyên khoa về nhịp này muốn nói với người bác sĩ thực hành sau đó là gì ạ? Bệnh nhân này cần cân nhắc chỉ định đặt máy tạo nhịp. Chứ còn lại nhiều bệnh nhân khá là khỏe mạnh, người ta tập thể dục thể thao đều, tần số trung bình người ta, nhịp trung bình người ta chỉ cần 55 chu kỳ phút người ta đã khỏe rồi, đúng không ạ? Vậy thì đeo onter 24 giờ mà kết luận là 23 giờ trên 24 giờ trong ngày bệnh nhân có biểu hiện nhịp chậm, thì rõ ràng nếu mà chúng ta phân tích không chuẩn, vác bệnh nhân ra đặt máy tạo nhịp tim thì cả một thảm họa, đúng không ạ? Cho nên khi cái phân tích interpretation này cần các những người thầy thuốc được đào tạo cơ bản về nhịp tim và có kiến thức về rối loạn nhịp, có kinh nghiệm trong thực hành rối loạn nhịp, đọc ra thì mới có những kết quả đúng được. Đó chưa kể là chúng ta cần phải khử nhiễu rất nhiều. Nếu như bản máy đọc tự động, chúng ta sẽ thấy là có những đoạn ngừng tim dài nhất có thể 25 giây, chết mới có ai sống nổi được, hoặc là ngất rất là lâu, nhưng bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Và chúng ta mở đúng cái thời điểm máy onter ghi được đoạn ngừng tim 25 giây, phát hiện ra hóa là gì ạ? Là bệnh nhân bị tuột cái điện cực ra khỏi người, ví như vậy, hoặc là bị nhiễu tới mức mà máy không nhận QRS nào và chẩn đoán là vô tâm thu. Đấy, chúng ta cần phải đọc rất kỹ. Hoặc khi đọc một bản ghi điểm đồ mà thấy có chuyện bất thường, đấy, là đoạn ngừng tim dài nhất là 5,5 giây, trong ngày có khoảng
hơn 100 đoạn ngừng tim trên 3,5 giây. Chúng ta hỏi bệnh nhân bảo bác có bị em sao không? Tôi chả bị em sao cả. Thì rõ ràng chúng ta cần phải dở những trang sau xem là người bác sĩ thực hành có đọc, có đưa đúng cái minh họa đoạn ngừng tim đúng hay không. Còn nếu không đó chỉ là nhiễu và máy đã phân tích sai. Đây vài minh họa cho thấy, hôm trước tôi cũng đã trao đổi trong cái hội thảo cách đây vài ngày. Đây một bệnh nhân mà có những cơn ngất choáng ngất từng lúc đúng không ạ? Thì nếu như phân tích ghi điện tâm đồ thường quy 12 chuyển đạo bắt vào những cái quãng này chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Hoàn toàn là bình thường đúng không ạ? Tần số tim chỉ 70-80 chu kỳ một phút. Đương nhiên là huyết áp tất cả mọi thứ đều bình thường. Các bạn tắt điện thoại di động giúp cho. Đấy. Thế thì nhưng mà cho tới on tơ thấy một cái đoạn ngừng tim rất là dài đúng không ạ? Rất là dài. Đó. Thì đây chỉ có thể chúng ta giúp chúng ta cắt nghĩa được các cái cơn ngất trong thực hành trên lâm sàng như thế nào. Đây một bệnh nhân nữa, tôi cũng đã nói hôm trước là đây một cậu bé bị ngất mấy lần trong ngày, vào viện vào buổi chiều đấy, vào C4 tim mạch cách đây khá nhiều năm này, 4-5 năm. Thế thì bọn tôi thấy là điện tâm khám thì huyết áp 120-70, nhịp tim 80 chu kỳ một phút, trên điện đồ chỉ có một dạng một cái đốc nhánh phải hoàn toàn. Đấy. Nhưng cậu bé này tôi nhớ như là má còn xây xước hết cho cậu bị ngất, cậu bị ngã. Đấy. Và đương nhiên lúc đó thì vào viện thì tình trạng bệnh nhân khá là ổn định và chúng tôi đã cho bệnh nhân nhập viện theo dõi. Ngày hôm sau khi on tơ 24 giờ đọc ra thấy là gì ạ? Bệnh nhân này có những cơn block như thất từng lúc rất là nguy hiểm. Đấy, ví dụ đây chúng ta thấy là cái nền nhịp xoang cơ bản khá là tốt, PQRS đây, PQRS đây. Đó. Chắc các bạn nhìn khó nhỉ? Đúng không? Hơi khó. Thì ở đây chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là có một dãy dài rất nhiều các cái song P mà không có QRS gì theo, thi thoảng mà có một phúc bộ QRS thôi. Đấy. Nhưng mà đây là một block như thất từng lúc. Và có những lúc là mấy chục cái sóng nhĩ đây, chúng ta thấy. Tôi nhìn đây cảm giác là như một cái phúc bộ QRS, không phải là chỉ có bốn P không thì không QRS. Đấy, cả một dãy mấy chục sóng nhĩ mới có một phúc bộ QRS. Và bệnh nhân này chúng ta gọi là một hiện tượng ventricular standstill. Đấy. Và rõ ràng là không có QRS thì không có mạch. Không có mạch có nghĩa là không có huyết động và bệnh nhân có thể bị ngất. Đây là một trường hợp on tơ 24 giờ, dễ dàng phát hiện rất nhiều các cơn tim nhanh thất trong ngày. Đấy. Cái tim nhanh thất ngắn nó chỉ có 7-8 nhịp. Sau lại về xoang một lúc, sau lại 5-6 nhịp, sau về xoang một lúc lại vài chục nhịp. Đấy. Cơn tim nhanh thất từng lúc, chúng ta gọi là các repetitive ventricular tachycardia. Những cơn nhịp nhanh thất, ngắn, lặp lại. Thực ra nó khá là lành tính thôi. Bệnh nhân này có thể điều trị một trận beta giao cảm, còn không thì chúng ta sẽ đốt điện. Và cái này thực tế chúng tôi đã thăm dò điện sinh lý và đã đốt điện cơn nhịp nhanh thất khởi phát từ xoang Vasava. Đã thành công. Sau đó đeo lại on tơ thì sạch sẽ xanh, không còn một cái ngoại ung thư hay cơn tim nhanh thất nào nữa. Đó. Ở đây một bệnh nhân mà chúng tôi cũng đã ghi điện tâm đồ từ lâu, mà cái trang nhất chúng ta dùng để minh họa lúc nãy đấy, thì thực ra cái trang 2 mới là quan trọng. Bệnh nhân này có nhiều cơn ngất và khi ghi on tơ 24 giờ thì chúng ta phát hiện là bệnh nhân có một cơn, nói thật là tôi nhìn cái mặt bộ mặt của cái on tơ này thì nó chẳng là rung thất mới đúng, chứ hồi sắn đỉnh nữa đấy. Như gần như một cơn rung thất trong đêm đó. Tiếp ra là rất mờ đúng không ạ? Đây bắt đầu từ đây đấy. Xong bệnh nhân rung thất này, rung thất 20 mấy giây, gần như là nhịp thất rất nhanh. Nhưng sau đấy thì khi tôi kết luận cái ca này, tôi suy nghĩ bệnh nhân rung thất, cơn rung thất trong 30 giây dừng lại thì nhiều người không tin, đúng không? Thực chất là cái bộ mặt điểm đồ là rung thất. Và chúng ta, tôi đã ghi cả 12 chuyển đạo cái đoạn đấy. Và sau đó cuối cùng quyết định thôi thì mình sẽ kết luận như là một cơn xoắn đỉnh. Xoắn đỉnh. Bởi vì là cái điểm đồ 12 chuyển đạo chúng ta thấy một cái thất nhanh và biến thiên phúc bộ QRS. Thì xoắn đỉnh cũng không sai. Nhưng rất có thể đây là một cơn rung thất đã tự phát trở về nhịp xoang được. Đấy. Và bệnh nhân này sống sót ngày hôm sau, đúng không ạ? Chúng ta biết là có nhiều cái on tơ ghi lại rất là nguy hiểm như thế. Và bệnh nhân này sau đó đã được chụp mạch vành rồi có nhiều cái điều trị khác nữa. Ở đây một trường hợp bệnh nhân tôi cũng đã có trình chiếu trong khá nhiều các bài giảng. Một ca ngoại tâm thu thất trên điểm đồ bề mặt khởi phát từ đường ra thất phải. Vốn là một ngoại tâm thu thất khá lành tính. Chỉ có điều là gì ạ? Đường ra thất phải là khá lành tính. Chỉ có điều là nó có dạng R trên T. Ở đây các anh chị cũng nhìn thấy là sóng T của bệnh nhân chưa kết thúc thì phúc bộ QRS ngoại tâm thu đã xuất hiện rồi lên T. Và chúng tôi đã có chỉ định đốt điện. Tuy nhiên là trước khi đốt điện thì có một cái đeo 24 giờ để đánh giá cái tình trạng loạn nhịp thế nào, như là một cái quy trình thường quy tại viện tim mạch. Và lúc cái khoảng 7 giờ tối, 19:30 thì bác sĩ Cao Học, bạn Xuân ở Cao Học trước đấy. Và bạn Xuân là thấy bệnh nhân tự nhiên là lăn, sau đấy đã giật hết các cái dây on tơ ra khỏi người để làm một phát sốc điện. Sau đó gọi điện tôi xuống xem ngay bệnh nhân. Thì bệnh nhân sau sốc điện thì đã tỉnh lại, đã vãn hồi huyết động.
Và ngày hôm sau chúng tôi đã đọc lại đúng cái thời điểm, nó định mệnh là thời điểm này đây. Đấy, vào lúc 19:16:03, một ngoạm thu rất dạng rời tươi xuất hiện, và ngay sau đó bệnh nhân chuyển sang một cái tim nhân thất đa hình thái và nhanh chóng thoái triển thành một cái cơn rung thất. Rõ ràng nếu ngày hôm đó bệnh nhân không làm viện thì gần như chắc chắn sẽ tử vong. Và sau đó mấy ngày chúng tôi đã triệt đốt thành công cơn tim nhân thất khởi phát được ra thất phải. Và sau đó chúng tôi đã quyết định cấy ICD cho bệnh nhân nữa, bởi vì chúng tôi không thể chắc chắn là bệnh nhân không thể bị đột tử lại. Và cũng không thể loại trừ là cái ngoạm thu này có thể nó bị tái phát lại và sau đó kết thúc bằng cái đột tử. Và chúng tôi đã hội chẩn, đã nghiên cứu kỹ và quyết định cấy ICD cho bệnh nhân. Đấy, vì biết đâu là có ổ RTT khác nữa trong tương lai. Đấy. Mà đốt điện không thay thế ICD trong trường bệnh nhân đã diện có những đối loạn nhịp thất đã gây ngừng tuần hoàn. Đó, về mặt chỉ định là phù hợp. Và bệnh nhân này hiện tại thì đã ổn định, đúng không ạ? Ổn định. Chưa thấy máy sốc điện lần nào trong thời gian 3 tháng, nhưng mà không biết thế nào trong tương lai. Đấy. Nhưng mà đeo Hunter lại thì không còn ngoạm thu thất giảm RNT nữa. Có chỉ mấy chục ngoạm thu rải rác thôi, nhưng cũng đến khá là sớm, đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên là gì ạ? Hunter đem rất nhiều thông tin chúng ta nói, nhưng hai cái nhược điểm kinh điển của Hunter là gì ạ? Một là gì? Mặc dù điểm đồ kéo dài nhưng cũng chỉ có thể được 24 giờ, 48 giờ thôi. Và nhiều trường hợp rất không đủ để phân tích. Thứ hai nữa, nhược điểm kinh điển nữa của Hunter là gì? Là nhiễu. Nhiễu. Đây là một trường hợp mà chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Mời anh Dũng Panda đứng dậy xem đọc cái này cái gì. Trông rất giống bạn đọc Kung Fu Panda. Cuồng nhĩ. Đúng không? Chẳng lẽ cuồng nhĩ. Cuồng nhĩ. Đó. Nhưng mà có những bạn khác chẳng nói là gì ạ? Không phải cuồng nhĩ. Đây thưa thầy, đây xoắn đỉnh. Đúng không? Hình ảnh xoắn đỉnh. Xoắn đỉnh. Xoắn đỉnh. Đấy. Thế thì chính là Hunter nó nhiều lúc là gì ạ? Không phải dễ dàng mà phân tích được. Cuồng nhĩ, xoắn đỉnh đều là gì ạ? Đều những thứ không hay ho gì. Nhưng thực chất chúng ta nhìn thấy gì ạ? Đây thực chất là vẫn là cái nhiễu của cái đường đẳng điện thôi. Bản chất bệnh nhân vẫn nhịp xoang thôi, chứ không có loạn nhịp gì cả. Đấy. Mà lúc ấy có thể là gì ạ? Bệnh nhân cứ ngứa gãi này. Đấy. Thế là nó cái đường đẳng điện nó nhún nhảy và làm chúng ta, nhưng rõ ràng là trên này chúng ta cứ tưởng là bệnh nhân bị xoắn đỉnh, nhưng những cái phúc bộ QRS đâu đó nó vẫn còn hiển thị đây. Đấy, đúng không ạ? Tôi gặp khá nhiều các bệnh nhân và chúng tôi đã hội chẩn với các bạn ở các tuyến rất nhiều. Thưa là bệnh nhân này cuồng thất, nhanh thất, vân vân. Thực chất là gì ạ? Bản chất họ vẫn là nhịp bình thường thôi, mà các cái nhiễu điện tâm đồ làm chúng ta bị phân tích sai. Thường là Hunter sẽ bị thường nhất là gì ạ? Overestimation, đánh giá quá mức cái loại nhịp. Đấy. Thế nó thường nhiễu làm cho khắc họa các cái loại nhịp nó quá mức đi. Đấy. Chứ còn ít khi nó underestimation. Cái underestimation tức đánh giá thấp là tại vì sao? Vì hạn chế kinh điển nó là ghi điểm đồ chỉ được 24 giờ thôi. Đấy. Cho nên kết luận Hunter bình thường, nhưng biết đâu là vào giờ thứ 25 bệnh nhân là bị nhanh thất thì sao? Đấy. Nhưng còn chủ yếu vẫn là bị nhiễu. Đó. Monitor theo dõi điểm đồ tại giường cũng là một những biện pháp rất là quan trọng để đánh giá các loạn nhịp tim. Đấy. Chúng ta biết là một bệnh nhân có loạn nhịp hoặc các bệnh tim mạch nằm điều trị nội trú được mắc monitor theo dõi liên tục trong cả ngày. Và việc phân tích các cái monitor này đem lại rất nhiều thông tin quan trọng cho chẩn đoán cũng như xử trí, cũng như tích lũy kinh nghiệm về loạn nhịp cho các bác sĩ thực hành. Đấy, ta biết là không chỉ theo dõi điện tim còn huyết áp SpO2 chúng ta đều đã biết, đúng không ạ? Hiển thị trên màn hình này. Máy có hệ thống cảnh báo. Đấy, mỗi lần nó kêu keng 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 chúng ta phải chạy ra xem nó nhanh hay chậm thế nào. Như Tuấn giờ đúng không nhỉ? Bác sĩ Tuấn nhỉ? Em bắt đầu từ 4 giờ đúng không? À. Ok, vì trục trặc kỹ thuật anh xin thêm mấy phút thôi. Có hệ thống cảnh báo, đặc biệt là lưu trữ các loạn nhịp để review lại khi cần. Đấy. Quan trọng nhất của monitor 24 giờ là gì ạ? Là giúp chúng ta có thể phát hiện ngay lập tức các loại nhịp. Hunter phải đeo ngày hôm sau mới đọc kết quả được. Còn monitor là gì ạ? Trong thời gian thực chúng ta biết ngay loại nhịp tim nào để xử trí. Và quan trọng nữa đối với các bác sĩ nội trú cao học hay các bác sĩ khác là gì ạ? Chúng ta phát hiện theo dõi monitor 24 giờ để xem được cái hành xử các cái rối loạn nhịp tim bệnh nhân trước các điều trị như thế nào. Đấy. Đây là một vài minh họa thôi. Monitor 24 giờ giúp chúng ta phát hiện được một đột quỵ rất cấp 2 dạng 2/1, đúng không ạ? Đấy, monitor 24 giờ giúp chúng ta biết những cái cơn nhịp rối nhịp nhĩ nhanh xen kẽ những cái đoạn gì ạ, rối loạn nhịp chậm là ngừng tim dài. Đấy, và những cái monitor này rõ ràng là nếu chúng ta phát hiện hiện tượng này thì điện tâm đồ 12 truyền đạo mà chỉ bắt được lúc rung nhĩ nhanh hoàn toàn thì chúng ta sẽ bị hiểu nhầm cho thuốc chống loạn nhịp nhiều, làm đoạn ngừng tim lại càng dài ra, bệnh nhân có thể bị ngất. Đấy, monitor 24 giờ rất là quan trọng. Nhưng quan trọng nữa là gì? Monitor 24 giờ giúp cho đánh giá được đáp ứng điều trị người bệnh như thế nào. Đấy. Rõ ràng chúng ta vẫn biết là adenosine dùng để cắt các cơn nhịp nhanh kịch phát chân thất,
đúng không ạ? Sau khi tiêm adenosin thì bệnh nhân có thể là cơn sẽ nhịp sẽ cắt trong vòng vài giây, bệnh có thể chuyển sang những đoạn gì ạ? Ngừng tim vô tung thu kéo dài, ngoạn thu thất xuất hiện. Đấy, đây là trong y văn viết như vậy. Nhưng các bạn hãy chứng kiến một vài lần cái dùng adenosin để cắt cơn nhịp nhanh. Đấy, khi chúng ta vẫn dán mắt trên điểm đồ để theo monitor xem đáp cái máy monitor tại giường xem đáp ứng như thế nào. Và chúng ta đứng cạnh bệnh nhân xem những cái kiểm soát về huyết động cho họ hay lâm sàng cho họ, thì rõ ràng là cái kinh nghiệm tích lũy được cái lĩnh vực ứng xử về loạn nhịp tim sẽ rất nhiều. Đấy. Hay chúng ta đánh một phát sốc điện xong để chuyển nhịp trong rung nhĩ, sau khi sốc xong cái tim bệnh nhân nó thay đổi như thế nào. Đấy. Có lúc là nó ngừng tim dài 2-3 giây, sau đó mọc ra những cái nhịp xoang đầu tiên, hay là bệnh nhân sẽ chuyển về thành cuồng nhĩ 2-1 để chúng ta phải đánh phát sốc nữa mới về xoang. Đấy, rất nhiều cái thứ biến thiên rất hay. Trong trường hợp này, một cơn nhịp đã kịp phát trên thất sau khi tiêm adenosin, chúng ta thấy sẽ về những đoạn cắt cơn nhịp nhanh, về những đoạn ngừng tim dài, xen kẽ ngoạn thu rồi trở về nhịp xoang để thiết lập lại. Chỉ sau có 5-10 giây thôi. Tại vì sao như vậy? Vì adenosin tác động ngay lập tức và thải trừ cũng rất nhanh. Đấy. Và do chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu trong việc xử trí các loại nhịp tim cấp cứu. Đây một trường hợp là một cơn nhịp nhanh, quy đất thanh mảnh. Đấy, đoạn này chúng ta biết, chỉ biết là trên thất thì khó có thể biết được bản chất nó là cái gì. Đấy. Và đúng chỉ định là gì ạ? Cho adenosin để cắt cơn. Sau khi tiêm xong thì cơn không cắt được, nhưng mà mức độ block nhĩ thất tăng lên. Đấy, từ 2-1 thành nhiều 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1 gì đó. Và việc mà thay đổi mức độ block nhĩ thất lộ ra những cái hình ảnh hình răng cưa thế này, giúp cho chẩn đoán gần như chắc chắn đây là một cơn gì ạ? Cuồng nhĩ 2-1. Và đây là thời điểm adenosin tiêm vào tĩnh mạch, sau vài giây bắt đầu tác động ức chế nút nhĩ thất, làm cho cuồng nhĩ tăng mức block nhĩ thất lên. Đấy. Trong mức sau khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoảng 20 giây thì adenosin bị tải hết ra ngoài và cuồng nhĩ là quay về dạng 2-1. Đấy, những cái hành xử rất là hay, giúp chúng ta có nhiều kinh nghiệm để xử trí các bệnh nhân rối loạn nhịp tim. Monitor theo tại giường là như vậy. Đối với hình ảnh của bệnh nhân là một cái rối loạn nhịp nhanh, nhiều khả năng là một cái cơn rung nhĩ rất nhanh đã được sốc điện một cái cắt cơn trở về nhịp xoang. Đấy, thì chỉ có monitor liên tục tại giường mới cho ta những thông tin này, đúng không? Còn lại thì onter không trả lời được, vì cũng không ai đeo onter 24 giờ, lại vẫn đang đeo onter lại vẫn sốc điện cho bệnh nhân, đúng không ạ? Trên monitor tại giường là một cái kênh thông tin rất hay, rất quý cho các bác sĩ thực hành về rối loạn nhịp tim. Đấy là phần trọng tâm của cái lớp này đấy. Và tôi sẽ nói thêm một vài nét về sự cần thiết phải có những cái phương pháp theo dõi nhịp tim dài hơn và lưu động hơn trong thực hành. Chúng ta đã biết những hạn chế của các phương pháp theo dõi nhịp tim truyền thống đấy, như là onter 24 giờ chẳng hạn. Hạn chế lớn nhất là gì? Là ngắn quá, không đủ dài. Vì bệnh nhân trong thực hành có nhiều trường hợp là gì? Triệu chứng rất thưa, rất cách quãng, có thể nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng bị một cơn nhịp nhanh, hoặc các cái rối loạn, các cái triệu chứng nghi ngờ loạn nhịp, mà sự cấp thiết trong thực hành làm rõ nó là cái gì. Đấy, đó là cái gì? Có nhiều bệnh nhân chỉ có một cơn đánh trống ngực một tháng một lần thôi, hay là một năm chỉ bị ngất 1-2 cơn. Nhưng mà gì ạ? Nhiệm vụ người thầy thuốc rất quan trọng, bởi vì nếu như không giải thích, giải quyết được cái triệu chứng đó, các cái rối loạn nhịp như vậy, thì cái triệu chứng có thể không nặng nề lắm, vì một năm chỉ có xìu xìu một tí thôi. Nhưng mà cái chất lượng cuộc sống người bệnh rất tồi tệ, đúng không? Người ta sẽ không dám đi du lịch, người ta thiếu tự tin khi tham gia các sự kiện, người ta phải chấp nhận từ bỏ những nghề nghiệp người ta yêu thích, vì người ta không biết lúc nào người ta sẽ bị ngất, kiểu như vậy. Cho nên chúng ta cần phải, và làm cho người thầy thuốc thực hành phải có cái gì đó để trả lời rõ câu chuyện ra, và luôn chúng ta cần các cái biện pháp theo dõi nhịp tim dài hơn để trả lời những câu hỏi rất là khó khăn như vậy. Rồi nữa là nhiều rối loạn nhịp tim không triệu chứng. Đấy, không triệu chứng, chúng ta biết là cái nhóm đối tượng này rất dễ loạn nhịp, nhưng người ta không có triệu chứng để nói bác sĩ là cái quãng thời gian này tôi bị loạn nhịp, để chúng ta chỉ định các phương pháp truyền thống để như là onter 24 giờ. Đấy, thì chúng ta cần những thiết bị theo dõi lâu dài hơn, đúng không? Đấy, thầm lặng và lâu dài để phát hiện các rối loạn nhịp tim không triệu chứng. Rồi nữa là hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái biện pháp điều trị can thiệp nhịp tim, như là đốt rung nhĩ, đấy, rồi là triệt đốt các loại nhịp tim khác, và chúng ta rất cần những cái phương pháp theo dõi điện đồ kéo dài để trả lời một câu hỏi rất xác đáng là cái phương pháp điều trị này có đem lại hiệu quả tốt hay không. Đấy. Và nữa là gì? Chúng ta có những tiền đề về sự phát triển của công nghệ, đúng không? Công nghệ, đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh, để cho có sự ra đời các cái biện pháp theo dõi onter nhịp tim dài hơn và lưu động hơn so với các biện pháp truyền thống mà tôi đã vừa nói lúc nãy. Đây một cái nhiều trường hợp là ngất rất là cách quãng, đúng không ạ?
Đấy. Mà ngất thế này thì Onter làm sao trả lời được, đúng không ạ? Đấy. Mình cho bệnh nhân đeo Onter 48 giờ và bệnh nhân không ngất. Thế sau lúc mà bỏ Onter ra bệnh nhân lại ngất. Đấy, rất khó. Đây là một trường hợp đơn giản thôi, đúng không ạ? Đây là một cái trường hợp nữa là một bệnh nhân mà họ vào viện vì các cơn hồi đánh trống ngực. Đấy. Vậy họ tưởng là họ bị cái tăng huyết áp, khó chịu trong người. Họ nghĩ là bị những cơn tăng huyết áp và họ mua một cái máy Omron về để tự đo huyết áp ở nhà. Đó. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra lại cái nhật ký đo huyết áp thì đây lần thứ 3 trong 8 lần máy ghi được thì là huyết áp 133/98 thì cũng không phải đến nỗi nào. Nhưng mà bệnh nhân họ không quên, không để ý tới là gì, nhịp tim của họ 185 chu kỳ phút, và rõ ràng là một ông cụ này 70 tuổi mà có một lúc nhịp tim lên tận 185 chu kỳ phút thì chắc chắn là nhịp này kịch phát rồi, đúng không ạ? Có thể thất hay trên thất thì ta sẽ bàn thêm. Và cái này được thăm dò điện sinh lý đã phát hiện một cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất trong vòng vỏ lại nút di thất và đã chẩn đoán thành công. Và khi đã không còn cái cơn nhịp nhanh kịch phát nữa thì bệnh nhân sẽ không còn triệu chứng nữa, đúng không ạ? Vì đâu phải cơn huyết áp dao động đâu, mà chính là các cơn nhịp nhanh đó. Đây là một số biện pháp theo dõi điểm đồ kéo dài. Đây là một cái máy gọi là event recorder. Ở cái thời đại công nghệ cũng sơ khai khoảng hơn 10 năm về trước, chúng ta đã có đúng cái máy này tại viện tim mạch, đã sử dụng một thời gian cũng đã phát hiện khá nhiều trường hợp rối nhịp tim. Thì cái này là một cái thiết bị mà bệnh nhân có thể cầm trong tay, và khi bệnh nhân có triệu chứng xuất hiện thì sẽ áp một cái bản điện tử bằng thép vào ngực hay bụng để ghi cái dòng điện tâm đồ. Đấy. Hiện nay chúng ta có các công nghệ còn tiến bộ hơn nữa là một cái bản điện kim loại rất nhỏ, bệnh nhân đặt ngón tay ở bên trái bên phải thì sẽ ghi chuyển đạo diện D1 và chuyển đạo D1 này sẽ hiển thị trên cái điện thoại thông minh. Và khi nó lên được thông minh rồi thì sao? Là lên được tất cả mọi thứ đó, lên được internet và đến tận cái điện thoại của bác sĩ thực hành hoặc cái tâm xử lý dữ liệu. Đây là những cái loop recorder không xâm lấn ấy. Loop recorder là các cái thiết bị mà dán vào da ngực bệnh nhân, thành ngực bệnh nhân đấy, để có thể ghi điện tâm đồ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, có thể lên tới 4 đến 6 tuần lễ. Và thiết bị này số 1 là gì ạ? Nó phải có đặc điểm là gì ạ? Không bị chịu được nước đấy. Cho nên là khi đính cái này vào là bệnh nhân có thể sinh hoạt gần như bình thường, và quan trọng nữa là gì ạ? Tắm rửa được, đúng không? Cho nên không bị khó chịu như là phương pháp Onter, và đặc biệt là ghi được dài hơn. Nhưng nhược điểm là gì? Nó chỉ ghi được đúng một chuyển đạo thôi đấy. Sau có thể tái tạo lại thế này thế khác, nhưng chỉ một chuyển đạo là chính. Đây gọi là các loop recorder không xâm. Đây là hình ảnh bệnh nhân đeo các loop recorder vào, đúng không ạ? Và nhiều trường hợp hiện nay có những loop recorder dạng cái áo ngực. Áo ngực, bệnh nhân mặc cái áo ngực vào thì cái áo ngực này nó sẽ có các cái điện cực đính vào người, và chúng ta khảo sát nhiều hơn một chút. Đấy. Cái áo ngực này năm vừa rồi ở ESC họ bán một cái áo ngực khoảng $400. Đấy, có thể đeo trong nhiều tuần lễ để phát hiện các rối loạn nhịp tim. Nhưng mà kinh điển nhất các loop recorder chính là những cái máy ghi rất là nhỏ đính vào ngực và bệnh nhân có thể tắm rửa được, đi bơi được. Đấy. Và các thiết bị cấy ghép như đây là một cái implantable loop recorder, tức là thiết bị ghi điện tâm đồ cấy vào cơ thể. Đấy, chúng tôi cũng đã cấy một số ca tại Việt Nam. Và như tôi lúc nãy, các cái máy tạo nhịp thế hệ mới, máy 2 buồng, 3 buồng hay là ICD hay là CRT, bên cạnh chức năng tạo nhịp tim hay là điều trị các rối loạn nhịp tim như khử rung, thì nó có chức năng ghi lại cái dòng điện tâm đồ trong buồng thất, trong buồng nhĩ, và nhiều máy tạo nhịp thế hệ mới còn tái tạo được chuyển đạo điểm đồ bề mặt nữa để giúp chúng ta chẩn đoán được các cái thiết bị. Và rõ ràng một máy tạo nhịp cấy vào cơ thể làm việc trong suốt mười mấy năm thì mười mấy năm đấy nó đem lại rất nhiều thông tin về tình trạng đoạn nhịp trong người bệnh. Và từ ngày chúng ta cấy được ICD nhiều, chúng ta mới biết được cái bộ mặt của các cái đoạn nhịp thất nguy hiểm trong thực hành nó đa dạng rất nhiều. Đấy, trước đây những bệnh nhân đấy thì sao, ít thì khi đến gặp bác sĩ được vì người ta bị đột tử mất. Bây giờ ICD cấy vào cơ thể sốc điện cứu được bệnh nhân và ghi lại được rất nhiều các cơn tim nhanh thất mà trước đây chúng ta không biết, hoặc là không thể có điều kiện để gặp được nó. Đấy. Rất hay. Gần đây có áo sốc điện là một thiết bị được chỉ định bệnh nhân đeo vào trong vòng 40 ngày sau nhồi máu cơ tim cấp. Trong giai đoạn 40 ngày này thì sao? Cái ICD không có hiệu quả cải thiện sống còn hay tử vong và rất tốn kém. Vậy thì làm sao để bảo vệ bệnh nhân trong thời gian từ sau nhồi máu cơ tim cấp là sau ngoài 48 giờ. Có thể tạm gọi như vậy, cho tới 40 ngày sau nhồi máu cơ tim, những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim trước rộng EF giảm có nguy cơ bị các rối nhịp thất rất nguy hiểm trong những tuần lễ đầu tiên mà ICD lại chưa có chỉ định cấy, thì đấy chính là cái lãnh địa để chúng ta đi các cái áo sốc điện, tức là wearable đeo vào người, máy có thể ghi được điện tâm đồ theo dõi nhịp tim, và khi mà rối loạn nhịp tim xuất hiện thì nó sẽ đầu tiên là gì, áo sốc điện nó sẽ phát hiện ra được bệnh nhân có loạn nhịp, sau đó sẽ hú còi, nó báo động để cho bệnh nhân lái xe thì phải táp lại vệ đường,
Bệnh nhân đã đi lại trên đường thì phải ngồi xuống hoặc nằm xuống. Sau đó thì cái chỗ tiếp xúc với bản cực, cái chỗ mà của cái áo đấy, nó sẽ phun một gen ra, cái chất gen đấy, để bôi trơn, để tăng cái tiếp xúc, và sau đó sẽ nó đánh sốc. Đấy. Nó qua 6 bước như vậy, tức là cũng rất hiện đại. Và áo sốc điện này, bên cạnh chức năng sốc điện, nó có là biện pháp rất ý nghĩa để chúng ta theo dõi được nhịp tim bệnh nhân trong suốt hơn một tháng sau nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng thì các cái đồng hồ và điện thoại công nghệ, đúng không ạ? Có biện pháp rất đơn giản, các bạn có thể cài đặt phần mềm sau 5 phút thôi, như là heart rate monitoring đấy, là chỉ cần đặt ngón cái vào cái camera, thế thì camera này sẽ nhìn xuyên qua cái ngón út của ngón trỏ chúng ta, và chúng ta thấy cái mao mạch nó nháy, và mỗi lần nháy thế này thì nó sẽ hiện ra như cái SVO2 đấy, nó hiện ra được một cái tần số tim để chúng ta tham khảo đấy. Và trường hợp này nếu có ngoại tâm thu chúng ta nhìn thấy ngay, đây trường hợp mà chúng ta nhìn thấy bằng ngoại tâm thu ở đây. Đó. Nhìn thấy được ngoại tâm thu, tuy nhiên chẩn đoán chắc chắn chúng ta cần phải có những biện pháp khác đấy. Rồi các cái thiết bị chúng ta nói, đây là một cái thiết bị mà ghi điện tâm đồ, gọi là Alive Core đấy, cho chúng ta ghi được các điểm độ và có thể chẩn đoán rất khá dễ dàng như là một cơn nhẹ rung nhĩ chẳng hạn đấy. Và chúng tôi cũng đã thử ghi trên 60 bệnh nhân và đã có một cái tổng kết viết lại trên một cái tạp chí tim mạch học cách đây một thời gian khoảng một tháng đấy. Đây mà tổng kết lại thì tất cả các bệnh nhân rung nhĩ thì máy đều phát hiện rung nhĩ được, tất cả bệnh nhân bình thường là bình thường, tuyên một số trường hợp ngoài tâm thu thất nhịp đôi thì máy vẫn bị nhầm thành rung nhĩ đấy, cho nên là trí tuệ nhân tạo nhiều lúc cũng có những hạn chế của nó, chúng ta cần phải review lại. Đây là một cái thiết bị ghi vào trong cấy vào cơ thể đã phát hiện một cơn rung nhĩ. Đấy, đây là một cái implantable loop recorder đã phát hiện một cơn rung nhĩ. Dễ thôi, thì rõ ràng là máy sẽ lập trình là cái khoảng RR của bệnh nhân nó biến thiên đến mức nào thì chẩn đoán rung nhĩ. Đấy, trường này máy đã ghi được một cái đoạn RR. Đấy. Máy có thể không nhìn rõ P nhưng rõ ràng nhìn thấy RR biến đổi rất nhiều và chẩn đoán rung nhĩ, mà chúng ta review lại thì đúng là cơn rung nhĩ thật mà trước đây các biện pháp thông thường không phát hiện được. Đây là một thuật toán, đây là một cái đồ thị cho thấy là gì ạ? Thời gian chu kỳ của một cái chu chuyển tim. Đấy. Thì trong suốt thời gian mấy chục khoảng 480 giây đầu tiên máy ghi lại thì thấy gì ạ? Thời gian chu chuyển tim khá là hàng định, xấp xỉ khoảng 1200 mili-giây. Như vậy tần số tim bệnh nhân từ chỗ này đến chỗ này là bao nhiêu? Quãng khoảng 50-55 chu kỳ phút. Ok. Nhưng đến từ cái giây này trở đi thì thời gian chu chuyển tim của bệnh nhân liên tục thay đổi, đúng không ạ? Nhún nhảy liên tiếp. Đấy. Từ 1200 rớt xuống còn có 550, sau lại ngay lập tức lên 800, lên 1200, lên 1300, sau lại rớt xuống đấy. Tức là cái khoảng cách thời gian chu kỳ của một nhát bóp tim nó biến thiên rất nhiều. Và chỉ có thể là gì ạ? Rung nhĩ. Đó. Máy nó ghi lại bằng các cái thuật toán cũng như phân tích cái điện đồ tái tạo một chuyển đạo. Đây là máy tạo nhịp hai buồng. Ta nhìn thấy là ở tâm thất ghi lại được các cái xung động ở tâm thất cũng khá là vừa phải, chỗ này quãng khoảng 80 chu kỳ phút. Nhưng ở tầng nhĩ thấy là gì ạ? Rất nhiều các sóng nhĩ rất nhanh và rất không đều, đúng không? Thì đây cái hành xử này là gì ạ? Tầng nhĩ rất nhanh rất không đều, tầng thất thì chậm hơn và cũng không đều nhưng chậm hơn rất nhiều, thì đấy chính là có thể là gì? Rung nhĩ, đúng không ạ? Rung nhĩ. Và bằng phân tích cái máy tạo nhịp hai buồng này cho chẩn đoán một cách khá chính xác rung nhĩ, đúng không ạ? Và không chỉ là ghi lại được các đoạn rung nhĩ mà máy còn ghi nhận được là trong tháng vừa rồi có bao nhiêu phút, bao nhiêu giây bị rung nhĩ, tổng số gánh nặng rung nhĩ là bao nhiêu, để chúng ta không chỉ chẩn đoán xác định là bệnh nhân này đã nhịp chậm phải đặt máy tạo nhịp rồi nhưng vẫn còn các đoạn nhịp nhĩ rung nhĩ, mà còn cho thấy gánh nặng loại nhịp nhĩ thế nào. Tôi tăng liều có rô lên đấy, bác có máy tạo nhịp rồi, chúng tôi sẽ tăng liều thuốc chống loạn nhịp lên từ 1 viên, tháng này bác sẽ tăng lên 2 viên, tháng sau chúng ta kiểm tra lập trình thấy gánh nặng rung nhĩ từ 15% xuống còn có 1%, như vậy là gì ạ? Bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, rất nhiều thông tin hay. Các máy tạo nhịp không chỉ ghi chép được mà còn có thể gửi các cái thông tin về loạn nhịp hàng ngày. Đây là account của tôi trên Home Monitoring, các thiết bị của hãng Biotronic. Thì các bệnh nhân có danh mục bao nhiêu bệnh nhân đó, ta click vào xem hàng ngày, xem là các bệnh nhân đó có bình thường hay không. Và đặc biệt máy sẽ tự động nó báo động chúng ta, báo động vàng, báo động đỏ những trường bất thường. Đấy. Ví dụ một bệnh nhân đặt ICD, ngày hôm trước máy sốc điện một cái, ngày hôm sau chúng ta mở cái phần mềm ra đấy, thì là thường thì cũng phải trễ, phải nửa đêm mới truyền tín hiệu, chứ không phải là sốc điện phát là truyền tín hiệu ngay đấy. Thì máy sẽ báo là hôm qua máy đã sốc điện một nhát vào thời điểm này, chúng ta mở ra review xem là lúc đấy là sốc đúng hay sốc sai đấy. Và đương nhiên là ngày hôm sau kiểu gì bệnh nhân cũng gọi điện chúng ta, hoặc chúng ta sẽ gọi bệnh nhân quay lại để chúng ta tái khám lại, chỉnh thuốc men. Nhưng đây là cái thiết bị theo dõi điện tim từ xa. Các đồng hồ thông minh giúp chúng ta theo dõi nhịp tim, đây là Apple Watch, đúng không? Nhiều bạn cũng đã có thiết bị này. Và thiết bị này nó có một cái
ở cái quai đồng hồ hoặc mặt sau đồng hồ đấy, nó có một điện cực sẵn rồi. Khi chúng ta đeo vào cổ tay, như vậy chúng ta đã có tay gì đấy ạ? Tay trái đúng không ạ? Phần lớn các bạn sẽ đeo tay trái. Khi chúng ta đặt tay phải vào đúng điều khiển của đồng hồ thì chúng ta sẽ có thêm tay gì nữa? Tay phải. Và chúng ta sẽ có chuyển đạo D gì? D1 đấy. Và máy sẽ hiển thị chuyển đạo D1 trên màn hình. À, đây nhịp xoang có PQRS đầy đủ. Và chúng ta cần phải phần mềm. Và máy nó sẽ theo dõi và phát hiện các loạn nhịp tim cho bệnh nhân. Thì Apple đã làm một nghiên cứu Apple Watch Heart Study trên 419.297 đối tượng khác nhau. Đấy. Và mỗi một lần thì máy sẽ ghi một cái quãng điểm độ khoảng bao nhiêu phần trăm để sàng lọc xem là ông nào bình thường hay không cái đã. Và trong số khoảng mấy chục ngàn bệnh nhân đó, mấy trăm ngàn bệnh nhân đó, Apple đã, cái thiết bị đã lôi ra khoảng hơn 2.000 trường hợp là nghi ngờ rung nhĩ. Tất cả bệnh nhân nghi ngờ rung nhĩ này được gắn một cái loop recorder đấy, để theo dõi, để xem là có nói đúng không rồi đó. Và được khám lâm sàng. Và kết quả cho thấy là 0,5% đối tượng trong 400.000 bệnh nhân ấy, nghiên cứu được thuật toán Apple chẩn đoán là rung nhĩ. Và rõ ràng là chúng ta làm sao đủ sức để khám bệnh cho 400.000 người được, bao nhiêu bác sĩ tim mạch cho đủ được. Ít nhất là điện thoại, đồng hồ thông minh nó kéo được những trường hợp nghi ngờ ra cái đã. Và trong số nghi ngờ này, kết hợp loop recorder thì phát hiện là ít nhất đồng hồ thông minh này phát hiện được 71% cái bệnh nhân có ra một dự đoán là rung nhĩ. Và 84% số lần thông báo rung nhĩ là chính xác. Đấy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta cần có những cái, tiếp tục có những phát triển tiếp về công nghệ để theo dõi nhịp tim. Nhưng mà bằng việc là sử dụng các thiết bị thông minh mà mỗi người dân đều có trong tay cả, thì chúng ta có thể giúp phát hiện được rất nhiều các loại nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ. Sau này nhân loại sẽ đối mặt chủ yếu là rung nhĩ. Đó. Và một cái phần cuối cùng tôi xin mấy phút nữa của bác sĩ Tuấn, vì hôm nay cũng hơi đặc kỹ thuật tí, là các tiến bộ về theo dõi nhịp tim đấy, hiện đại hiện nay thời đại 4.0 có cải thiện kết quả lâm sàng hay không? Thì đương nhiên là nó phải cải thiện chứ, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ thêm những cái trò chơi đắt tiền thôi. Đấy. Thế thì ví dụ đây một trường hợp mà một cái bệnh nhân đã bị những cơn hồi hộp đánh trống ngực khá nhiều năm mà không biết là cái gì. Đấy. Và sau chúng tôi đã dùng cái thiết bị event recorder và đã phát hiện là bệnh nhân đã có những cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất khá rõ đây. Và bệnh nhân này sau đó đã được thăm dò điện sinh lý đốt điện thành công một cơn nhịp nhanh gọi là nút nhĩ thất. Thành công. Và sau đó đã khỏi bệnh. Đó. Curable. Đây một, và trường hợp là gì? Phải theo dõi nhịp tim đúng thì mới điều trị đúng được. Đấy, chắc chắn như vậy. Đây là ICD đã, máy ICD đã phát hiện một cơn tim nhanh thất. Đây là máy ICD đã ghi điện đồ trong buồng tim, các nhịp tim thế này. Phát hiện một cơn tim nhanh thất nhanh. Sau đó là máy ICD đã thực hiện một cái ATP, tức là một cái tạo nhịp, chống nhịp nhanh, vượt tần số. Sau đó sau một khoảng 10 nhát, 8 nhát dừng lại một cái thì đã trở về nhịp xoang. Như vậy thì để điều trị đúng thì tiền đề phải hiện theo dõi nhịp tim đúng. Đấy. Trường hợp nữa thì máy ICD đã phát hiện một cơn rung thất và đã sốc điện thành công. Một cơn tim nhanh thất đa hình thái hoặc rung thất và đã sốc điện thành công chuyển nhịp. Và trong trường hợp này rõ ràng là gì? Cải thiện tiên lượng quá đấy chứ, đúng không ạ? Vì không theo dõi nhịp tim đúng được, làm sao sốc điện đúng được. Đấy. Cho nên là các cái khả năng monitor nhịp tim đúng giúp cho chúng ta giải quyết tiên lượng cho bệnh nhân trong những trường hợp rất cụ thể. Và nữa là gì? Một nghiên cứu gần đây cho thấy là việc phát hiện các cái rối loạn nhịp như là rung nhĩ không triệu chứng bằng các thiết bị công nghệ mới giúp chúng ta là gì? Phát hiện rất nhiều các bệnh nhân không triệu chứng cộng đồng mà những bệnh nhân này lại có nguy cơ tắc mạch cao. Đấy. Và nếu không có những chuyện này thì chúng ta không biết bị rung nhĩ, chúng ta không dự phòng thuốc chống đông cho họ, đột quỵ tắc mạch bằng thuốc chống đông đường uống, thì những bệnh nhân này sẽ có thể bị đột quỵ và tiên lượng là nằm ở chỗ đó. Đó. Người ta thấy rằng là rung nhĩ subclinical, tức là những rung nhĩ mà không có triệu chứng ấy, đã được phát hiện trong bằng các thiết bị này đã làm gia tăng cái nguy cơ đột quỵ, đúng không? Nếu như không được điều trị. Gần đây nữa là người ta phân tích một cái cryptogenic stroke, tức là những cái đột quỵ được chẩn đoán là không rõ nguyên nhân. Đấy, một bệnh nhân bị tai biến mạch não vào viện, các bác sĩ đã làm các workup chẩn đoán về các rối loạn nhịp như là Holter 24 giờ xem rung nhĩ cơn không, xem nó đốp lại mạch cảnh, xem có mảng sơ vữa động mạch cảnh không. Đấy, rồi là siêu âm tim xem có bệnh van tim hẹp hở hai lá không. Đó, rồi các cái thăm dò mạch máu khác, rồi là tăng huyết áp, đái đường, loạn lipid máu, vân vân. Nhưng có nhiều trường hợp là tìm từ đầu đến chân không phát hiện được nguyên nhân gì, người ta gọi là các cryptogenic stroke. Đấy. Và kết quả cho thấy đã được đăng lên tờ New England là gì ạ? Trong số 441 bệnh nhân mà được chẩn đoán là đột quỵ không rõ nguyên nhân, chắc là trung tâm này phải rất lớn đấy, đúng không? Sau bao nhiêu năm mới thu thập được 441 trường hợp như vậy đột quỵ không biết căn nguyên tại sao. Người ta đã chia làm hai nửa ngẫu nhiên, một nửa được cấy thiết bị theo dõi nhịp tim để nhằm phát hiện có nhịp gây đột quỵ hay không,
Trong trường hợp này là gì? Trung nhĩ. Một nhóm nữa là bệnh nhân được tiếp tục tái khám theo dõi lâm sàng xem có thế nào. Thì kết quả cho thấy là thiết bị cấy ghép monitor nhịp tim giúp phát hiện rung nhĩ tốt hơn theo dõi lâm sàng một cách có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt phát hiện tới là gì? Sau 36 tháng, sau 3 năm, 30% các bệnh nhân đột quỵ được cho là không rõ nguyên nhân này thực chất là gì? Có các cơn rung nhĩ và đó vẫn là thủ phạm. Đấy. Và những bệnh nhân này đã bị đột quỵ rồi thì sát phát ít nhất là mấy điểm? 2 điểm. Và những bệnh nhân này được điều trị dự phòng bằng các thuốc chống đông đường uống thì rõ ràng là sẽ ngăn ngừa đột quỵ tái phát cho họ và nó sẽ cải thiện tiên lượng. Đó. Một số cái lời kết luận cuối cùng, kính thưa các anh chị các bạn đồng nghiệp, hiện nay có nhiều tiến bộ trong monitor theo dõi nhịp tim cùng với sự phát triển của các thiết bị chẩn đoán điều trị rối loạn nhịp tim cấy vào cơ thể cũng như điện thoại đồng hồ công nghệ 4.0. đấy, có nhiều tiến bộ để chẩn đoán các rối loạn nhịp tim và những cái thiết bị này cải thiện rõ rệt khả năng tầm soát rối loạn nhịp tim, đặc biệt là phương diện cộng đồng, và giúp cải thiện kết cục lâm sàng, phát hiện được các rối loạn nhịp tim đúng mà trước đây các biện pháp truyền thống không phát hiện được nhờ các cái phương pháp ghi điểm đồ kéo dài và lưu động. Thì chúng ta sẽ chẩn đoán đúng thì sẽ có chỉ định điều trị thuốc đúng như thuốc chống loạn nhịp hay đốt điện hay chỉ định tạo nhịp đúng. Đấy. Có những trường hợp ngất không rõ nguyên nhân mà bằng phương pháp ghi điểm đồ liên tục phát hiện là những cái block di tất từng lúc, nhưng mà block rất kinh khủng, kéo dài tận 5-15 giây mới có một phút. Thì những bệnh nhân này cấy một cái nhịp sẽ giải quyết căn bản để cân ngất, đúng không? Thậm chí có thể chúng ta có thể những trường block di tất từng lúc trẻ tuổi, chúng có thể cấy thiết bị gì ạ? Tạo nhịp không dây, micra đấy, cấy vào cơ thể. Bình thường có thể nhiều ngày không cần, nhưng khi mà một cái cơn block di tất từng lúc xuất hiện thì máy micra nó sẽ tạo nhịp giúp cho bệnh nhân được. Để trong một thời gian ngắn, không đến mức là ảnh hưởng đến chức năng tim vì tạo nhịp một buồng thất. Và quan trọng nữa là gì ạ? Bệnh nhân không phải đặt máy tạo nhịp dưới da, không có sẹo, không có các biến chứng liên quan điện cực máy tạo nhịp. Như vậy câu chuyện đã được giải quyết rất là ổn thỏa. Rồi đặc biệt nữa là việc phát hiện các rung nhĩ không triệu chứng thêm một số đối tượng lớn trong cộng đồng sẽ giúp chỉ định chống đông phù hợp và chúng ta dự phòng rất nhiều các trường hợp đột quỵ liên quan rung nhĩ vốn không có triệu chứng mà chúng ta không phát hiện ra. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ tôi xin nhường lời cho bác sĩ Tuấn. Và tiếc rằng là màn hình độ phân giải hơi thấp. Vâng, xin lỗi các anh chị vì là chút trục trặc kỹ thuật. Thì theo như phân công của bộ môn và viện thì em xin phép là trao đổi mọi người một chút là các vấn đề về viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim cấp, thứ hai là ngộ độc dioxin, thứ ba là các vấn đề rối loạn điện giải. Thì cái chủ đề chính em nghĩ là cái ngộ độc dioxin thì em sẽ xin phép nói nhiều hơn một chút so với những cái khác. Thì mọi người cũng để nhớ cái này thì em xin phép là nói lại cái phần điện thế hoạt động của tim ấy. Thì mọi người hình dung là điện thế nghỉ rồi điện thế hoạt động, cái pha không là pha cực cực tham gia chủ yếu của dòng natri, đó là thời kỳ trơ tuyệt đối của cơ tim, gần như không có bất kỳ cái xung động nào mà có thể kích thích vào thời kỳ này mà gây ra các rối loạn nhịp. Đây là cái pha một, thì khi đó dòng kali nó đóng rồi mà mở ra dòng natri, dòng natri đóng và mở ra dòng kali và hạ từ điện thế khoảng tầm 50 mV xuống khoảng tầm 30 mV. Sau đó đến pha cao nguyên là sự tham gia của dòng canxi trao đổi với cả kênh kali ạ. Tiếp đến là cuối cùng cũng là cái vai trò chính của kênh kali, và đến điện thế nghỉ thì chủ yếu là vai trò của natri kali AT3 để trao đổi giữ cân bằng tạo nên một cái điện thế nghỉ của mang tế bào là âm khoảng tầm 80 đến 90 mV để có thể tiếp tục một chu trình tiếp theo của tế bào cơ tim, đúng không ạ? Vậy dioxin là gì? Như các anh chị trước đây thì rất là hay gặp trong gần như tất cả các tuyến và gần như là thuốc điều trị đầu bảng trong mọi tình trạng suy tim, và đi các tuyến huyện, tuyến tỉnh, các nơi ở khắp Việt Nam mình thì đều thấy là trong mọi đơn thuốc mà bệnh nhân có chẩn đoán suy tim thì đều có dioxin nữa. Thế bây giờ thì nó có sự thay đổi một chút, đây là dioxin không còn là chỉ định điều trị cao trong các vấn đề suy tim nữa, mà chủ yếu là cải thiện triệu chứng chứ không cải thiện tiên lượng nhiều cho bệnh nhân. Vậy chúng ta có thể gặp cái dioxin trong các bệnh nhân có suy tim áp thấp bởi vì nó làm tăng cung lượng tim và cải thiện triệu chứng khó thở ở bệnh nhân nữa. Thứ hai là dùng trong cái vấn đề kiểm soát triệu chứng ở các bệnh nhân có rung nhĩ bởi vì nó làm tăng mức block ở cái nút nhĩ thất và làm chậm dẫn truyền từ nhĩ xuống thất để kiểm soát triệu chứng. Và chính vì vậy thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề ngộ độc dioxin của hai nhóm bệnh nhân, chính là chỉ định điều trị cho các cái rung nhĩ mãn tính, thứ hai là chỉ định điều trị cho các bệnh nhân suy tim áp thấp.
Thứ ba, vai trò của digoxin thì trong các cơn tim nhanh thì ít có thể gây ngộ độc, bởi vì chúng ta cũng chỉ dùng ngắn hạn để cắt cơn, đúng không? Lăng mức block để chặn cái đường dẫn truyền. Vậy cái ngưỡng an toàn điều trị của digoxin là như thế nào ạ? Cái ngưỡng an toàn điều trị là 0.5 đến 0.8 nanogram trên lít, và cái liều độc ở trên huyết thanh là trên 2, là cái liều mà có thể thường xuyên gây ra các cái rối loạn nhịp mà đe dọa tính mạng cho bệnh nhân. Và vai trò của các cái kali, các rối loạn điện giải, đặc biệt là kali, và khi mà kali nồng độ thấp thì nó có thể gây, kể cả nồng độ cái huyết thanh của cái digoxin nó không cao, dưới 2, thậm chí 1.6, 1.2 nó cũng thể gây ra các rối loạn nhịp, đe dọa tính mạng. Bởi vì sao ạ? Thì ta quay lại cái cơ chế gây độc của digoxin nữa ạ. Thì đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì các cái cơ chế gây ra độc của digoxin vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, thực sự hoàn toàn. Mà chủ yếu là digoxin ảnh hưởng tới mô cơ tim, gây ức chế trực tiếp vào cái bơm natri kali ATPase. Chính vì vậy nó làm gia tăng dòng natri, và giảm trao đổi natri và canxi, làm tăng cái nồng độ natri, canxi nội bào. Thứ hai là các cái glycoside, tức là các dioxin này ảnh hưởng đến cái receptor tiếp nhận, làm tăng giải phóng cái canxi nội bào, các cái kho dự trữ ở trong tế bào. Vì vậy nó cũng làm tăng lên nồng độ canxi nội bào. Thứ ba là tăng trương lực giao cảm, nếu vượt quá liều thì sẽ tăng trương lực giao cảm ở trong tim. Và chính vì vậy tất cả các yếu tố nó làm tăng nồng độ canxi nội bào và tăng trương lực giao cảm cơ tim. Chính vì cái đó nó làm thay đổi tính tự động, thay đổi tính trơ, hoặc là thay đổi tính kích thích, có thể làm chậm dẫn truyền, hoặc là gây ra các hoạt động đầy cò, tức là các xung động kích thích tự nhiên của bệnh nhân ạ. Biểu hiện ngộ độc digoxin là gì? Như chúng ta biết là digoxin ảnh hưởng đến cái natri kali ATPase, chính vì vậy nó ảnh hưởng không chỉ vấn đề tim mạch mà tất cả những cái tế bào, đặc biệt là tế bào có dẫn truyền xung động thần kinh, đúng không ạ? Thì nó có ảnh hưởng chủ yếu là trên tim, trên thần kinh và trên tiêu hóa, với các biểu hiện rất là đa dạng, từ các rối loạn nhịp tim cho đến các cái rối loạn thần kinh, mệt mỏi, lú lẫn, nhìn mờ, hoặc các rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, rối loạn đau bụng, đúng không ạ? Ở trên huyết xoang thì nó gây ra vấn đề gì ạ? Nó có thể gây ra nhịp chậm xoang, nhịp nhanh xoang, block xoang nhĩ hoặc ngưng xoang. Các anh chị thấy rất là đa dạng, đúng không ạ? Ở nút nhị thất thì gây ra giảm dẫn truyền ở nút nhị thất và gây ra block các mức độ, đúng không ạ? Chúng ta có thể hậu quả của nó gây ra là các cái vấn đề gia tăng tính tự động, chính vì gây ra các cái nhịp bộ nối, và nhịp bộ nối gia tốc là một cái biểu hiện tương đối đặc trưng của cái việc ngộ độc digoxin ạ. Thứ hai là rối loạn nhịp thất, thì ngoại tâm thu thất, cơn tim nhanh thất, rung thất, hoặc là nhịp nhanh thất hai hướng, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là trên điện tâm đồ của bệnh nhân, với biểu hiện sớm là các biểu hiện ngấm digoxin là các chênh hình đáy chén, đúng không ạ? Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái pha ba và cái điện thế nghỉ của bệnh nhân, chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến đoạn STT và sóng T nhiều. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái dẫn truyền, là các cái nhịp nhanh thất hai hướng là cái tương đối đặc trưng. Nhưng mà nhịp nhanh thất hai hướng này không phải là cái đặc hiệu cho cái ngộ độc digoxin, bởi vì nó là cái đặc điểm, cái chung của các cái nhóm rối loạn nhịp mà thông qua trung gian catecholamine. Đấy. Điều trị cái ngộ độc digoxin này thì như thế nào ạ? Với các cái rối loạn nhịp chậm mà đe dọa tính mạng thì bao giờ thì các anh chị sẽ phải tiêm atopin hoặc là tạm nhịp tạm thời, đúng không ạ? Thứ hai là cái kháng nguyên của digoxin thì hiện tại thì theo như em cũng có trao đổi lại thì mình chưa có. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề rối loạn nhịp nhanh. Thì ở đây cái vai trò xúc điện như nào? Như anh chị em đã vừa trình bày vừa nãy thì cái nó làm tăng tính tự động, làm và ảnh hưởng đến cái pha ba tế bào, nó rất là nhạy cảm, đặc biệt là với cái nồng độ kali thấp. Chính vì vậy cái xúc điện nó là một cái gần như là có thể là trigger lên các cái rối loạn nhịp thất, rung thất, nếu mà bệnh nhân có các rối loạn nhịp nhĩ nhanh, chúng ta đem đi xúc điện mà chưa đảm bảo cân bằng điện giải, hoặc là nồng độ digoxin nó còn cao trong máu. Chính vì vậy nó là chống chỉ định tương đối. Tuy nhiên với các bệnh nhân mà có rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng thì chúng ta bắt buộc vẫn phải sốc điện, đúng không? Khi đó chúng ta sẽ làm gì để an toàn hơn cho bệnh nhân? Khi này thì chúng ta có thể sốc điện liều thấp, đảm bảo các cân bằng yếu tố điện giải, đặc biệt là kali. Thứ ba là gì ạ? Chúng ta có thể dùng cái lidocaine, đúng không? Để làm giảm các tính kích thích của tế bào. Đấy, với liều dự phòng là 1 mg trên kg. Và một cái vấn đề nữa là tạo nhịp vượt tần số cũng là một cái tương đối an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta cũng phải rất cẩn thận, bởi vì sao?
Bởi vì các vấn đề tạo nhịp vượt tần số, vì nó gia tăng tính tự động, nó có thể làm gia tăng tốc độ, à, gia tăng tần số tim của bệnh nhân theo cái tạo nhịp. Chính vì vậy cái này cũng phải rất cẩn thận. Nếu các anh chị có tạo nhịp tạm thời ở một số cơ sở có thể tạo nhịp tạm thời thì cũng phải cân nhắc. Và cái trong mọi tài liệu thì đều nói đến cái vấn đề là bằng mọi cách thì mình sẽ cố gắng là dùng cái FAB để gấp bớt cái nồng độ dioxin để đưa về giá trị bình thường, thì khi đó ta làm mọi thứ nó sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không có gì. Chính vì vậy là chúng ta cũng chỉ trên thực hành lâm sàng tại thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có một số cái chúng ta có thể thực hành được, đúng không ạ? Thì em trao đổi. Đấy, cái thứ hai là vấn đề tăng giảm kali. Thì như các anh chị đã biết thì nồng độ kali trong máu thì là từ 3.5 đến 5 mEq trên lít. Giảm khi nó dưới 3.5 và tăng thì khi nó lên 3 trên 3.5. Và dựa trên cái kali này thì nó tham gia chủ yếu là cái pha 3, pha tái cực và điện thế nghỉ của màng tế bào. Chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cái sóng ST và sóng T ở trên điện đồ bề mặt, đúng không ạ? Nó sẽ gây ra biến đổi của các cái sóng STT. Và tại sao lại như thế? Bởi vì kali thì làm khi tăng nồng độ kali thì bắt đầu nó sẽ làm giảm điện thế nghỉ của tế bào, đúng không ạ? Ban đầu làm tăng tính kích thích màng tế bào, tuy nhiên sau đó thì nó lại gây ra giảm tính kích thích do bất hoạt cái kênh natri và làm giảm dẫn truyền trong tim ạ, ảnh hưởng đến tái cực. Chính vì vậy nó ảnh hưởng đến cái biến đổi của STT. Cũng như vậy nó gây ra các rối loạn gì ạ? Nó có thể gây ra rối loạn dẫn truyền. Các anh chị có thể thấy các cái vấn đề PR dài, block nhĩ thất các mức độ, sóng T cao nhọn, khoảng QT ngắn, QRS giãn rộng, rối loạn nhịp thất, hoặc là rối loạn chức năng tạo nhịp của bệnh nhân, ví dụ nhịp chậm xoang, các khoảng ngưng xoang, nhịp tự thất, nhịp nhanh thất, dung thất và vô tâm thu. Thì đây là cái cái điện tâm đồ mà nó biểu hiện cái diễn biến thay đổi cái nồng độ kali trong huyết thanh. Thì với nồng độ kali thấp, thường là dưới 2.5 mg trên lít, thì bắt đầu các anh chị sẽ thấy sóng U ở phía sau sóng T và mức độ sóng U sẽ lớn dần theo mức độ thấp của cái nồng độ kali. Và chính thì đây là các cái yếu tố nó gây ra khởi phát các cái rối loạn nhịp của bệnh nhân. Thứ hai là với nồng độ kali cao thì ban đầu sẽ thấy là một biểu hiện là một cái sóng T cao nhọn, sau đấy thì sẽ biểu hiện tiếp tục nồng độ kali tăng lên, ta sẽ biểu hiện các cái rối loạn dẫn truyền trong nhĩ, nút nhĩ thất và rối loạn trong thất, biểu hiện là cái PR dài, đúng không ạ? QRS giãn rộng, và thậm chí khi nồng độ cao quá thì QRS giãn rộng gần như không còn hình dạng QRS, không còn biểu hiện mà các hình thành các cái sóng lan tăn, đúng không ạ? Thứ ba là cái vấn đề về rối loạn magie. Cái này cũng tương đối ít nữa. Nồng độ magie huyết thanh ở trong cơ thể là 1.8 đến 2.5. Nhưng mà cái này thì các anh chị trên thực hành lâm sàng cũng thấy gần như chúng ta chẳng bao giờ đo. Bởi vì sao? Bởi vì là cái kho dự trữ của nó, của cái magie chủ yếu trong tế bào xương và trong nội bào. Và việc định lượng nó thì lại thông qua những cái công thức tương đối phức tạp. Chính vì vậy, ngoại trừ những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng hoặc nghi ngờ hoặc yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta mới định lượng magie, đúng không ạ? Vậy yếu tố nguy cơ của hạ magie là gì? Là các cái rối loạn tiêu hóa mãn tính, đặc biệt là bệnh nhân sơ gan, hoặc là các bệnh nhân dùng thuốc ức chế bơm proton kéo dài. Mà ở trong chuyên ngành tim mạch chúng ta cũng sẽ hay gặp là các cái bệnh nhân bệnh mạch vành nữa mà có suy tim, hoặc là dùng thuốc lợi tiểu kéo dài. Vậy biểu hiện của hạ magie là gì ạ? Nó thường biểu hiện là các cái rối loạn nhịp thất, rối loạn thần kinh cơ, hạ canxi không giải thích được. Vậy tại sao lại có cái vấn đề đó, đúng không ạ? Vì magie là một ion quan trọng trong nhiều phản ứng, đặc biệt là cái phản ứng natri kali ATPase. Thiếu magie thì nó không hoạt hóa được cái enzyme đó, và không hoạt hóa được cái enzyme đó thì nó sẽ không có trao đổi giữa natri và kali để hình thành cái điện thế nghỉ màng tế bào đó. Và ảnh hưởng đến pha 4 do ức chế dòng kali, dẫn đến là khử cực thất muộn. Vậy nó gây ra các vấn đề là gì ạ? Đoạn ST, biến đổi của STT và đoạn QT, đúng không ạ? ST có thể chênh xuống, các cái cơn tim nhanh gây ra do cơn rối loạn nhịp chậm, hoặc là biểu hiện của cái đoạn QRS giãn rộng, khoảng QT kéo dài đó. Và cái rối loạn nhịp mà chúng ta hay gặp nhất ở trong cái biểu hiện của hạ magie chính là cái xoắn đỉnh đó. Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân. Anh chị có thể thấy là trên nền một cái khoảng QT kéo dài đó, thì xuất hiện các cái cơn xoắn đỉnh, và khi làm xét nghiệm thì là hạ magie.
Vậy cái hướng điều trị như nào ạ? Thì với mức độ nặng, tức là dưới 1mg trên đi lít, thì ta có thể bù 4-8g trong vòng 24 giờ. Và nếu cần thiết thì có thể nhắc lại. Và với mức độ vừa là 1-1,5mg trên đi lít, thì chỉ cần 2-4g trong vòng 4-12 giờ. Và với mức độ nhẹ thì chúng ta chỉ cần bù 1-2g thôi. Và với những bệnh nhân mà có triệu chứng nặng đe dọa rối loạn nhịp tim hoặc các cái rối loạn thần kinh cơ, các cơn tê tân ni, vậy chúng ta sẽ phải truyền mạch đường tĩnh mạch. Với huyết động ổn định thì ta sẽ truyền chậm hơn, thời gian dài hơn so với truyền nhanh hơn. So với cái bệnh nhân huyết động không ổn định, ta thấy với liều cũng chỉ khoảng 1-2g. Xong đó sẽ đánh giá lại, nếu mà còn thì ta sẽ tiếp tục bù đủ liều theo cái hướng điều trị vừa đấy ạ. Đấy. Cái vấn đề cuối cùng em muốn trao đổi nhanh với mọi người, đấy là viêm màng ngoài tim và viêm cơ tim. Biểu hiện điện tâm đồ thì nó cũng không có gì đặc hiệu. Đây là bệnh lý nhiễm trùng hoặc không do nhiễm trùng của màng ngoài tim hoặc là của cơ tim, hoặc là của cả màng ngoài tim và cơ tim, đúng không ạ? Đây là một cái bệnh lý nó tương đối phức tạp và nặng nề và có thể đe dọa tính mạng cho bệnh nhân. Vấn đề chẩn đoán trên điện tâm đồ thì không có gì đặc hiệu. Đối với viêm màng ngoài tim thì các anh chị biết là biểu hiện trên điện tâm đồ nó có đầy đủ 4 thì giống như một cái nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên là nó khác là gì? Nó không có chênh hình ảnh chênh soi gương. Mà với viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim nếu có thì nó sẽ là chênh lên đồng hướng ở tất cả các truyền đạo và có thể chênh xuống AVR. Đấy. Với viêm cơ tim thì nó có thể biểu hiện vô cùng đa dạng. Tuy nhiên là thường là các cái biểu hiện rất là nặng nề và trầm trọng, là các cái rối loạn nhịp thất, block nhĩ thất các mức độ, hoặc là các cái cơn rung thất xoắn đỉnh nữa. Bệnh lý viêm cơ tim thì nó do rất nhiều nguyên nhân, do tình trạng viêm, do không viêm, tổn thương ở cơ tim thì có thể ổ hoặc lan tỏa. Đặc biệt là cái vấn đề là ổ, thỉnh thoảng hồi xưa các anh chị cũng biết ở viện thì cái vấn đề đôi khi chẩn đoán rất là khó khăn, men tim tăng, điện tâm đồ chênh lên có hình ảnh soi gương và chụp mạch vành lên bình thường, nhưng mà trên nền tiền sử bệnh nhân có sốt nữa. Thì cái đó, vấn đề để chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải kết hợp rất nhiều phương tiện, chụp cộng hưởng từ hoặc là sinh thiết cơ tim. Tuy nhiên là các cái đó thì hiện tại thì cũng chưa thực sự là giải quyết được ở chỗ chúng em. Thứ hai là các dạng thì nó có cấp, bán cấp và mãn tính, biểu hiện thì cũng rất là phong phú. Nhưng mà quan trọng nhất chúng ta có thể khai thác một cái tiền sử bệnh lý bệnh nhân có sốt, đúng không? Có đau ngực, kèm theo đó là vào viện chúng ta nghe thấy tiếng cọ màng tim hoặc là biểu hiện biến đổi trên điện tim, mặc dù nó không quá là đặc hiệu. Đấy. Nguyên nhân thì các anh chị có thể thấy, đúng không? Rất là nhiều, rất là dài. Đấy, một cái viêm mà ngoài tim bệnh nhân vào viện thì đau ngực, tiền sử có sốt, biểu hiện rất đơn giản là một cái nhịp nhanh xoang cơ bản, siêu âm nghe thì có tiếng cọ màng tim, siêu âm có một ít dịch màng ngoài tim, men tim không tăng. Tuy nhiên là đến một bệnh nhân đấy, đến với chúng ta thì điện tâm đồ biến đổi, ST chênh lên đồng hướng ở nhiều chuyển đạo, nhịp cũng không phải là nhanh lắm, khi hỏi thì cũng là đau ngực và có sốt đơn giản. Tuy nhiên mỗi một bệnh nhân đến với chúng ta đau ngực, tiền sử sốt, điện tâm đồ sóng T âm ở nhiều chuyển đạo, men tim tăng, chụp mạch vành bình thường, sau đó diễn biến rất là phức tạp. Đây một cái này là ca lâm sàng em lấy ở trên để rút kinh nghiệm, người ta chia sẻ. Đấy, vì mọi người nghĩ là cũng là một cái viêm đơn giản nhẹ nhàng thôi, thì là bệnh nhân cũng không có thấy thoải mái sau khi nhập viện, thì cho bệnh nhân về sau đấy khoảng tầm 12-14 tiếng sau bệnh nhân nhập viện với tình trạng block nhĩ thất và rối loạn nhịp thất không thể kiểm soát. Đấy, anh chị thấy là cái vấn đề viêm cơ tim thì đấy, biểu hiện điện tâm đồ thì nó không hoàn toàn tương xứng và không đặc hiệu cho các cái vấn đề chẩn đoán. Đó. Còn cái tiên lượng thì như anh chị đã biết, viêm cơ tim tiên lượng không hề tốt một chút nào, cho nên là với cái biểu hiện của bệnh nhân điện tâm đồ chúng ta nghi ngờ, chúng ta hãy cẩn thận và làm xét nghiệm bi lăng men tim một cách kỹ lưỡng. Và em cảm ơn anh chị.